thưa quý vị, nhân một dịp tình cờ đọc được quyển Địa Ngục Du Ký, thấy quá hay nên có ý muốn đọc lại cho quý vị được biết về địa ngục. Đây là chuyện có thật hoàn toàn, do thuộc giả cư sĩ Dương Sinh ở đạo tràng Thánh Hiền Đường tại Đài Trung, Đài Loan ghi lại. Sau khi được Phật sống tế công, mỗi đêm giáng xuống, dẫn thần thức ông đi xem các cảnh địa ngục trong thời gian 2 năm, từ năm 1976 đến năm 1978, để ông về kể lại cho người đời được rõ là có địa ngục. Vậy ước mong ai nghe được sách này, tỉnh thức hồi tâm, ăn năn hối cải, bỏ ác làm thiện, hầu thoát khỏi địa ngục, sanh về cõi Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạo đài gương soi ác nghiệp, xem tội hồn hiện nguyên hình. Này Dương Sinh, đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi, con nghĩ sao? Xin cúi đầu lại tạ ơn trời Phật đã ban cho con dịp mai xuống thăm âm phủ. Vậy, Dương Sinh, chuẩn bị lên đường. Dạ, con đã chuẩn bị xong, xin thầy khởi hành. Đã tới nơi, mau xuống đài xem. Thưa, đây là đâu? Còn đám người đông đúc kia, cớ sao lại bị âm binh áp giải lên đài? Đây là nghiệp kính đài, tức là đài gương soi ác nghiệp đó. Còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức, chuyên làm việc phi nghĩa xấu xa ở chốn dương gian. Giờ đây đều là hủy phạm tội, sau khi chết họ phải đến khai báo ở Đệ Nhất Điện, rồi bị áp giải lên đài để gương soi ác nghiệp chiếu hiện nguyên hình tất cả những tội ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian. Một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui, thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm. Hầu hết những quỷ hồn này, lúc bị đem lên đài, tâm can run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra. Mình hãy theo họ lên đài xem. Dạ. Bổn chức là tướng quân giữ đài, hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Tiên Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung tới thăm. Xin thứ lỗi cho, thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ti để viết sách. Hôm nay tới đây, xin tướng quân đưa Dương Thiện Sinh lên đài để tham quan. Dạ, mời ân sư cùng lên với con, kẻo con lạ cảnh lạ người, chẳng dám tự tiện một mình xử trí. Được. Chúng ta theo tướng quân lên đài, nhưng trước hết chúng mình đứng ở một bên để quan sát. Ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương. Mà tại sao thân hình già nua vừa rồi lại biến thành một chàng thanh niên đang đêm lẻn vào nhà người ta? Anh ta khom lưng cạy cửa sổ, nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng đứng tuổi lúc họ đang ngủ say. Người thanh niên chuyên bẻ khóa, còn đang lay quay kiếm vật gì. Kìa, chợt người chồng tỉnh giấc, thất kinh la lớn. Hắn liền rút dao nhào tới đâm khổ chủ. Ôi, máu tươi phọt ra, con chẳng dám nhìn. Đừng sợ hãi, đây chỉ là ảo ảnh đài gương soi ác nghiệp. Ông già lúc còn là thanh niên có lần leo tường vào nhà người ta trộm đồ vật, bị phát giác liền rút dao đâm chết chủ nhà. Bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác đó. Đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy? Đài gương soi ác nghiệp do khí thiên trời đất kết tụ thành, linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thật của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thật cũng chẳng có gì kỳ ảo. Người ta từ nhỏ tới lớn trải qua một kiếp ác nghiệp trùng trùng. Con người có tánh giác nên những việc mình làm tự mình biết rõ. Cảm thức của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế gian vào trong ống kính, không sót mãi may. Nên nó chính là tâm kính. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối, người ngoài không biết, nhưng trước khi hành động đã tự vấn, cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm. Do đó, thức thứ bảy âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ. Nghiệp kính đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp,
khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điện giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không giấu giếm nổi. Kinh Phật có nói: vạn pháp do tâm sở sanh, tức là mọi pháp do tâm đẻ ra. Đó cũng là dựa theo nguyên lý này vậy. À, thì ra thế. Những hồn của kẻ lương thiện tới đây thì nghiệp kính đài chắc chắn còn tác dụng. Người lương thiện khi chết đi, tính linh của họ trong sáng trước nghiệp kính đài, nên chỉ thấy một màu trắng toát, giống như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lòa, lòng họ không cất giấu bóng tối, do đó không thấy được nguyên hình quang tuyến của linh hồn người lương thiện. Nếu như cực kỳ trong sáng thì hẳn là công đức quá lớn, họ sẽ hướng thiên đường mà đi tới, hoặc được giao thẳng tới các điện để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm, nên không phải tới đây. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn sự hướng dẫn của tướng quân. Dương sinh, thôi, chúng mình sửa soạn trở lại hiện đường. Dạo thành Thác Quan, tức Uổng Tử Thành. Thưa thầy, chỗ này có phải là Uổng Tử Thành không? Đúng. Hôm nay mình thăm thành Thác Quan, có hãy theo thầy vào trong thành. Dạ. Ồ, cửa thành tại sao lại khép chặt? Ờ, làm cách nào vào được? Cửa thành này là cửa tự động, giống như siêu thị của thế gian vậy đó. Thăm những linh hồn ở bị chết quan, bị chết một cách không bình thường chính đáng, quan khí không tiêu, khi quỷ vô thường dẫn tới đây, quan khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở cõi âm đều do hai khí âm dương của tạo hóa làm nên, tùy tâm ứng biến. Ta dùng quạt bộ này quạt một cái, cửa tự nhiên mở lớn. Ồ, thưa ân sư, công phu của thầy quá mãnh liệt. Thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này, mang về dương gian, biểu diễn phép thần thông một lần cho thiên hạ thấy. Còn chớ có vọng niệm. Vọng niệm dễ bị ma nhập đó. Tu đạo chẳng cần phép thần thông biến hóa, chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc, một ngày vô sự, tinh thần thanh sản, cũng đủ là một ngày an tịnh. Cần gì con mong có được cái quạt bồ này để gây thêm phiền não? Dạ thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con. Con thật đáng hổ thẹn. Ờ kìa, phía trước có một toán người đi tới. Ờ, họ là ai vậy thầy? Đó là tướng quân cùng quan viên của thành Uổng Tử. Hãy chuẩn bị chào đón họ đi con. Cùng kính nghìn tiếp Phật sống Tế Công, cùng thánh bút Dương Thiện Sinh, từ đạo tràng Thánh Hiền Đường đã tới, xin mời theo chúng tôi vào trong thành tham quan. Dương. Ờ, đây y hệt là một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành Thác Quan này có chừng bao nhiêu người? Hàng ngày đều có người Thác Quan tới đây, xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam. Ồ, gian này có cả bầy con nít máu me đầy mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn, thật là thê thảm. Ồ, đáng thương hết sức. À, mà tại sao ngài không thả chúng ra? Những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng hoặc kết tình không chính đáng, chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây. Mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị dứt bỏ, không cho chào đời. Do đó lòng chúng oán hận khôn nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết, chúng níu kéo, đeo theo không dứt. Bởi vậy, phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết quan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lại lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho. À, thì ra là vậy. Nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ chết bất đắc kỳ tử
cũng đều phải tới thành Thác Quan này cả sao? Không phải. Như quân lính, tướng sĩ, nhị quốc dân thần vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tánh mạng, có thể nói họ đã hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Chẳng những họ không bị giam ở thành Thác Quan, mà trái lại các anh hùng trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố. Các vị đó được lên các cõi trời tiêu dao, có vị vì còn mắc dòng nhân quả mới phải về cõi thần hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. Ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Tự cổ tới giờ, phàm những vị tận trung báo quốc đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau sùng bái ngưỡng mộ không ngớt. Dạ, tướng quân nói rất đúng. Trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chánh nghĩa điều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó, có nhiều người chỉ chấp lòng vì chữ trung mà thành được đạo. À, còn hai gian phòng kia có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ. Theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, dốc dáng tiều tụy. Xin hỏi thành quan, vì lý do gì mà họ lại bị giam giữ ở đây? À, những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian vì yêu đương gian dở, lại thêm tính tình nông nổi, uống độc dược quyên sinh. Sau khi chết đều bị giam giữ ở đây, mong người đời chớ quá si mê thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. À, còn trong nhà ngục kia tại sao lại toàn là những kẻ cục tay cục chân bể ốc? À, mình mẩy đẫm máu tươi, khóc than rên xiết, ôi trông thật đáng thương quá. À, những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác quan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Trong đó có thứ đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là không nhân đạo. Nhà người biết một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tai nạn rồi cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn này, song nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái quả oan nghiệp tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều kẻ oán trời trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công, thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức lương thiện tại sao lại sớm thác. Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống gì thân xác nhỏ nhoi, tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy nếu nói nhân quả thì người đời sẽ không tin nữa. Xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc cho tôi. Ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên kiếp trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ là một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ, kể từ lúc bắt đầu có tinh linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận, một kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước. Do đó, chưa thông lẽ đạo, kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói, mệnh khó cải, nhưng vận có thể dời. À, thì ra thế. Còn mấy căn nhà giam phía trước tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm như vậy là phạm phải tội gì?
đó là vong hồn của những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau. Ồ, cảnh này thật không nghĩ nổi. Kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao sau khi chết lại còn bị đài ở thành Thác Quan này? Lý luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức, nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ trời. Đó là lý do của sự thác quan. Không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, quán nên cởi, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà mình không đòi, thì mình có được vô lượng công đức. Thôi, giờ đã hết, ta mau sửa soạn trở lại hiện đường. Xin vâng lệnh. Dạo ngục bùng phân nước tiểu. Nay gặp kỳ phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra. Giờ này, phút này, giác ngộ lo tu, thể cũng chưa muộn. Dương sinh, sửa soạn dạo địa ngục. Dạ. Ồ, hồi hướm chốn này, sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Phải, phía trước là địa ngục bùng phân nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ, xin lượng thứ. Ôi, mùi xú quế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ôi, thưa thầy, con không chịu nổi rồi, con không muốn đi nữa. Đừng có sợ hãi, ta có bảo vật này, cầm lấy đi. Dạ, thưa, vật này là vật gì? Cái lòng lọc bụi bẩm. Con hãy độ lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú quế nào cũng tan biến. À, thật là quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết. Phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu. Tiếng than khóc từ phía trong vọng ra, nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạng, giống như là đang bơi lội vậy. Đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần xem. À, dạ được. Ồ, thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Thứ này toàn do tâm thức chiêu cảm biến hiện ra đồ ô uế này, ta thấy cũng như không thấy. Mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với người là kẻ phàm nhân, hễ thấy thanh sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngụp lặn nổi chìm cùng cước đáy. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu. Ôi, thật dơ dái quá thầy ơi, con muốn ói rồi nè. Ủa, hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tâm trí. Ồ, quả thật tôi không hiểu nổi. Xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này? Họ là những kẻ dụ dỗ con gái nhà lành, đem bán cho khách phá trình, cầm đồ cho vay nặng lãi, ăn nhau người để cho bổ béo, chuyên dùng miệng lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền, kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian nói trắng ra đen, kẻ giờ kêu người chơi hụi rồi giật hụi, hùng hạt buôn bán rồi giật vốn, kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lời, kẻ lẫn xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu, những kẻ lúc sống thân ô uế nhiễm độc, cùng mồm miệng không được trong sạch, khi chết đều bị đày xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những vong hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hết toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát. Do đó giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cửa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu. Thật đáng thương quá. Hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu mái làm mất hẳn mùi hôi thối, nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi. À, nghĩ lại
có những người tham lam ăn chặn tiền tài không trong sạch, thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong tâm là nực mùi dơ bẩn, nên bị đày xuống ngục này. Thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đủ rồi. Dương sinh, mau trở lại hiền đường. Thầy ơi, cái lòng con đang đội có phải lấy xuống không? Lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu. Dạ thưa, con đã lên đài sen. Con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại hiền đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, quế khí trùng trùng, bụi hồng muôn trượng, trong dù biết bao anh hùng hảo hán, khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu. Ngục đói khát. Thưa thầy, hôm nay mình tới đây bốn phía đều vắng bóng người, vậy mình đi hướng nào? Qua khỏi khúc đường gặp gờ này là tới ngục đói khát đó. Hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh đã hạ mình tới thăm, chậm ra nghênh tiếp quá thất lễ, xin tha tội. Không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy nhân vì thánh hiền đường phát tâm viết sách Địa Ngục Du Ký. Tôi dẫn tâm thức Dương Sinh xuống âm phủ để quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời. Bữa nay tới đây mong ngục quan chỉ dẫn. Bản ngục cai quản ngục đối khác trực thuộc đệ nhị điện, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm. Dạ. Ồ, nhà ngục này, những kẻ bị giam giữ trong đó tuy mình bận quần áo đẹp đẽ nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng vỏ ốm o, miệng không ngớt kêu than. Những người đó đều là các thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, dung tiền như rác, không biết dè sẻ. Đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót. Sau khi chết đều bị đày xuống ngục này. Tôi sẽ kêu một nam tội hồn ra đây để người hỏi han họ. Dạ, xin hỏi tiên sinh, cớ sao lại phải tới đây chịu tội? Tôi lúc xin tiền mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán rất là phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan hệ việc buôn bán, hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà hàng khách sạn, cao lâu chơi bời, mỗi bữa tiệc xài phí vô độ. Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên lại quá khắc nghiệt, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi chỉ cho được chút ít, thật quả thiếu thiện tâm. Nhưng có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền thì sai đầy tớ ra nói dối là tôi đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào hải vị, lớp ăn lớp bỏ, xây nhà vàng để chứa người đẹp. 2 năm trước tôi đã bị chết vì bệnh cao huyết áp, liền bị đày xuống ngục đói khát này. Thật là thống khổ vô cùng, bụng đói, ruột quặn từng cơn, chịu không nổi. Ngài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi chút ít, tôi đói lắm. Quân súc sanh, mau lại đây, không được làm rộn. Mi tự làm thì tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều, không được kêu khóc. Còn nữ tội hồn này, nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như là đói quá không chịu nổi. Phàm người đời phá hại của trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài hoang phí. Có tiền chỉ lo tiêu pha hưởng thụ cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ hoặc làm gì công ích, đều phải bị đày ở ngục này. Nếu được cứu quý, lại làm nhiều điều thiện để tích đức giúp người, in kinh sách khuyên đời. Sau khi chết, không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt mà hồn còn được lên cõi cực lạc. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thời giờ đã hết, du sinh trở lại hiện đường. Dạo cầu Nại Hà, thâm ngục Giá Băng. Thầy ơi, đây là đâu? Tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trợt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trời. Đây là cầu Nại Hà, người trần tới khi chết phần lớn phải đi qua cầu này.
Ồ, cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đồng trâu mặt ngựa, áp giải tội hồn đến giữa cầu liền đẩy xuống. Ồ, thật quá tàn nhẫn. Xin chào, vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, mời hai vị đi theo chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Ôi, ui, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy trăm con vạn con, ô đủ loại, có con mãng xà lớn bằng cái cột, há miệng, le lưỡi. Ồ, nhiều người rớt xuống cầu, bị rắn ăn thịt kêu la thảm thiết. Ôi, hồn vía tôi cũng lên mây hết dám ngó. Thầy ơi, mình về thôi thầy. Xin Dương xin đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc, phàm những ai tâm địa xấu xa, lừa gạt, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết, ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà, tự nhiên tâm quảng kinh, chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố dùng dãy để tìm đường thoát thân, nhưng hễ cửa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến. Ồ, kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu thì tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thân, tự động rồi rớt xuống à. Chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn đồng qua, kẻ khóc người la thật là thảm thiết. Ôi, lòng con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy. Trên cầu này không có lan can để nắm, ôi đi qua ai lạnh chân run. Mau từ giả tướng quân giữa cầu, chúng ta còn phải thăm địa ngục giá băng nữa. Chốn quan du này chẳng có đường xá gì hết, cây cỏ chết rụi vì băng, càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh này ơi. Ta cho con viên thuốc ấm này, mau uống đi, đợi một lát sẽ thấy ấm lại. Đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày, con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh chết cứng đâu. Phía trước có một dãy phòng đều làm bằng gỗ sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề địa ngục giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng. Ồ, mà tại sao phía trong không có bài biện chi cả thầy? Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì mà trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị gì hết. Ngục giá băng ở giữa 2 trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian. Vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tai run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Phía trước mặt có 2 ông già nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói gì với tôi. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng này không? Để tôi lôi vài tội hồn lên, để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ. Xin hỏi lão tiền bối, ở dưới đó cảm thấy thế nào? Trời băng, trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa, thân thể đông cứng sắp hết tầm cự nổi rồi. Người đâu, mau đem cho ông ta ít nước gừng uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống. Tôi lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc tôi 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang, chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một hôm, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những bao vật tem xưa tiền cũ, đồ cổ, cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ.
tôi vì một chút tham lam đã đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về hỏi xin lại, tôi trả lời nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong thót tim buốt óc than tiếc không dứt, đã bị đánh cắp làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tôi 56 tuổi bị ung thư gan rồi chết, hồn xuống âm phủ về đâu cõi âm đã biết rõ tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi ngang qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại, kết cục tôi phải cúi đầu nhận tội. Tôi bị Sở Giam Dương ở đệ nhị điện phán đầy 5 năm ở ngục giá băng này, hằng ngày chịu cảnh băng giá đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi, để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này. Xin người, xin người. Xin ngục quan giảm bớt tội một phần có được không? Đây là luật âm phủ xử phạt, tôi không dám sửa đổi. Có thể hỏi thêm một bà lão kia xem cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này. Ồ, bà lão này bị đông cứng lại chịu không nổi, ngã lăn ra đất. Hỏi bà ta làm sao trả lời được. Tướng quân, hãy cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hầu tỉnh lại đi. Được, người đâu, mau đem nước gừng. Ôi, tôi đau khổ quá rồi. Cây lạnh da băng giống hệt cây lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở Dương Gian. Người thấy tôi không? Toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú bà, chuyên nuôi em út ẩn náu nơi nhà nhỏ bọc dơ, chưa trên 10 tiêu nữ, trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hằng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tùng thì bị cả tay du côn dắt mối trừng trị. Trong số đó có rất nhiều tiêu nữ được người nhà hoặc cách chơi chuột ra cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi sự tự do cho tâm thần. Tôi bèn lớn tiếng đòi một số tiền to. Có kẻ không đủ tiền chuộc thân, suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân trong động muôn hương bán phận. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút sách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Dương giảm thọ 10 năm. Từ khi chết tới đây chịu khổ băng giá lạnh buốt, hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều. Chỉ biết oán hận chính mình là tạo quả báo quá nhiều. Thời giờ đã cận, chúng tôi xin trở lại hiện đường. Dạ, xin đa tạ ngục quan. Dạo phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục. Dương sinh, mau theo thầy lên đài sen. Dạ, mời anh sư khởi hành. Đã tới nơi, Dương sinh mau xuống đài sen. Dạ. Tại sao phía trước lại có nhiều thú vật, gà vịt cùng chim chóc tụ tập? Có nên theo đường nhỏ này tới đó xem không thầy? Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục. Vì phía trước là ranh giới của cõi âm với cõi trần. Những động vật này tới âm phủ, tại sao lại kinh hoảng kêu la bay nhảy, giống như là bị người ta lùa đuổi vậy? Bốn loại sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh, chưa an định. Một sớm đoạn tuyệt dương khí liền bị âm khí bổ dây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loại sinh vật này quá nặng, tánh linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Đến nay người đời phần lớn đều chưa rõ. Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không thầy? Đúng đó, chúng ta theo đám gia súc ngựa trâu này mà đi. Đến như các loại hóa sinh, thấp sinh, hình dáng thì li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất là lẹ.
mắt hàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ty, đợi sau khi đã hoàn hồn sẽ được xét xử lại. Đa tạ ân sư chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loài sinh vật này không đi vào cửa lớn? Vì cửa ngục quỷ làm chủ, bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên. À, phía trước có một khu đất xanh mướt giống như là khu chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề phủ hoàn hồn bốn loài sinh vật. Bốn loài sinh vật này vừa kêu la thảm thiết, vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ, gật gù lại tạ như là muốn giải bày tội trạng. Phía trước chính là phủ hoàn hồn bốn loài sinh vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo, ắt trở lại phủ này đều hoàn hồn trở lại hình người. Ồ, có ba vị viên quan từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai. Đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này. Mau tới chào ra mắt. Dạ, kính lại Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Nơi đây tiêu điều quá, tất cả đều cảm thấy quan vắng, vì sao vậy? Tôi cai quản phủ hoàn hồn bốn loại sinh vật này, làm chức Thiên Tuế, vì bốn loại sinh vật này như loài rùa, sống tới 1000 năm. Do đó, bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Vương. Phàm lúc sống, tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở thập điện, còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loại sinh vật luân hồi, giáng thế bèn thay đầu, đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báo. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh, bốn loại. Thai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, quá sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh, hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh, quá sinh, nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy hai loại này khó hoàn hồn, phải đợi toàn thể linh hồn tập hợp lại hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Ai không tin luật báo ứng thiện ác thì hãy nhìn bốn loại động vật: trong ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng. Nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất, nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức để tránh khỏi phải bị đầu thai một trong bốn loại động vật. Mỗi loại phải giữ tròn bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa, từ trong đường xuất sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàn nhân thân. Đừng giống như con nện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thể nào thoát khỏi ra được. À kìa, có một con nai rừng, tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế? Hình như nó có điều gì muốn nói. Đúng đó, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuốm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục hoàn trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn quỷ bán thành Phật. Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai, lần này là lần luân hồi thứ ba. Nai được sanh ở núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương để sống, như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay con nai đã hoàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu để phục hồi nhân thân. À, một niệm nghĩ sai bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thật là đáng sợ. Nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật sau khi chết đi, sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy? Tôi xin thưa rõ là thiên địa tạo hóa là hoàn toàn do một khí vận hành tốt đẹp, nhất khí hóa tam thanh, tức một khí hóa ba trong. Kỳ thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn.
trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí. Trời, đất, người không lúc nào không thở ra hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, trời ắt xa xuống, địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ, nhân khí dứt tuyệt, người ắt hẳn chết. Cái điểm chân khí này, tức là tâm khí, gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là địa tâm dẫn lực. Nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết, đó là thiên tâm dẫn lực và nhân tâm dẫn lực. Cái gì trong nổi lên trên là thiên, đó là do thiên tâm dẫn lực. Cái gì đục thì ngừng động xuống dưới làm đất, đó là do địa tâm dẫn lực. Tính dục động, đó là nhân tâm dẫn lực. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại, thai sinh, noãn sinh, hấp sinh và quá sinh, đều do kiếp trước nghiệp trần quá nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để diêm vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi bay lên trong không trung, muốn kéo lại ắt bị kéo theo luôn. Cho nên người đời thành Phật Bồ Tát hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo, thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp. Con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước, ta xóa bỏ các tội xưa. Sai tướng quân dẫn con nai này tới dinh Hoàng Hồn, cho nó uống nước Hoàng Hồn. Xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi, hầu quan sát cho thật tỏ tường. Đa tạ tướng quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề dinh Hoàng Hồn. Trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống. Con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai có gái, có già có trẻ. Dương Thiện Sinh, hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước Hoàng Hồn cho con nai này uống nha. Dạ được, xin cứ tùy tiện. Ồ, giống hệt như là ma thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi, biến thành một ông già ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới. Đó là tướng mạo sau khi hoàn tục ư? Đúng vậy, người này trước đây đã xuất gia, còn hoàn tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú. Vì sao khi uống nước Hoàng Hồn, ảo thân biến hóa, tức khắc quan sát thoát thai, khôi phục nguyên hình. Không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao? Vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi. Sau khi phục hồi hồn và xác xong, giao qua thập điện, Diêm Vương chuyên lo việc chuyển kiếp ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao khi chuyển kiếp luân hồi đều đầu thai vào các nhà nghèo khổ hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đầy ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp hơn. Được âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc tiếng than. Người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt. Bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều, chúng bị chọc tiết, cắt cổ, mổ bụng, do đó còn kinh hồn quảng vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường, điểm tánh linh phất phơ rơi rớt, lạc xuống cửu tuyền, được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sanh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng gan dạ thú,
làm tổn thương lẽ trời. Sau khi chết, ác bị luân hồi thành bốn loại sinh vật: thai, noãn, thấp, quá. Xin Thiên Tuế dẫn Dương Sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi để tỏ tường. Không có chi, xin mời. Ở đây bài biện thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian. Từng con mũi một, không biết từ đâu, lại bị hút vào cả đàn rơi xuống trắng phao, như một mảng băng tuyết cứ dãy dụa hoài. Đó là những con mũi bị người ta đập hoặc phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ. Mỗi bầy có khoảng 500 con, các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàng hồn rưới lên liền trở lại nhân thân. Thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy? Đó là sự diệu dụng của địa tâm dẫn lực. Địa khí đã dẫn đưa nó, bởi vì thần thất mũi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống. Cái khéo của hoàn hồn là như vậy. Chúng ta đi coi nơi khác chứ. Các khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loài thú lạ lùng này. Cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng. Đã về tới phủ rồi, không rõ Thiên Tuế có điều chi chỉ giáo thêm không? Tôi đang lo xử một vụ kiện. Con gà trống phía trước kia đến khiếu nại. Để tôi đưa hồ sơ lý lịch của con gà này cho Dương Sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc Bộ Đài Loan. Vì ý giàu có nên thường gian dâm với vợ người khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục, cùng ham thú khoái lạc khác ở các động mại dâm. Ác nghiệp quá nặng cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp. Nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ xin được hoàn hồn. Thật sợ quá, gà do người biến ra. Vậy người ăn thịt gà có bị tội không? Các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi, linh tính của nó đối với người tương đồng. Người đời thường thích ăn thịt các loài, đương nhiên nếu luận về dinh dưỡng thì các chất thịt, trứng tính dinh dưỡng rất cao, ăn thì thân thể cường tráng. Nhưng họ không biết rằng bốn loài sinh vật đó đều do người có tội đầu thai, nên thân của họ có một thứ khí bất chính, và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn, lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc. Người đem nó giết đi rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn náu bên trong. Người ta lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất. Nếu thường gặp trường hợp này, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt, gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong một dinh dưỡng: phàm là kẻ tu đạo không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trừ khí xâm nhập vào thân. Nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào việc khác. Điều Thiên Tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học. Muốn ăn hay không tùy ý mỗi người, nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ. Muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại Thiên Tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ. Cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của con chim anh vũ thì y hệt như tiếng người. Ồ, như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không? Cử chỉ của con khỉ đột giống người, đầu óc cũng rất thông minh, là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt, song tu lầm lẫn, cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hại kẻ khác tan nhà mất mạng,
nên kiếp này bị nhốt trong lòng, học, nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn. Đáng tiếc, anh hùng thiếu đức dụng võ. Người đời nhất cử nhất động, nếu sai đạo lý, sau khi chết đều đầu thai làm chim bay thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng. Ngục đổ thuốc. Thế gian thiếu gì kẻ đánh mất lương tri, mê sai tiền bạc, không nghĩ tới đạo đức, như thầy thuốc dở làm chết người, thậm chí chế thuốc giả bán lấy tiền, coi mạng người như cỏ rác, tội ác ngập trời. Luật của dân gian tuy nghiêm nhặt nhưng vẫn còn những con thiêu thân không sợ lửa, đem mạng sống ra thử thách pháp luật, sau khi chết xuống địa ngục thống khổ không kể xiết. Nếu chẳng tin, để ta dẫn dương sinh xuống địa ngục để chứng minh lời ta nói là thật. Hôm nay sửa soạn đi dạo âm ti. Dương sinh, lên đài sen. À, vừa tới đã nghe tiếng than thở cùng nhiều tiếng ói mửa. Trên cửa địa ngục có đề ngục uống thuốc. Hai vị tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải nhiều nam nữ tội hồn vào ngục. À kìa, ngục quan thân hành ra đón tiếp chúng ta. Dạ, dương sinh xin kính chào. Rất vui mừng được đón tiếp tế Phật cùng dương thiện sinh. Đa tạ sự đón tiếp nồng hậu của ngục quan. Tôi thấy hai bên cửa ngục chất từng đống dược phẩm đủ các loại. À, để xem, thấy có đủ các loại nhãn hiệu của bao thứ, như là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật, vân vân. Bao bì trông thật khéo đẹp. Xin hỏi ngục quan, có phải quý ngục cũng buôn bán dược phẩm chăng? Nếu không, tại sao ở đây lại bày biện đủ các thứ thuốc thế này? Đến ngay các nhà thuốc lớn ở dương gian cũng không trưng bày số lượng thuốc lớn lao như vậy. Bản ngục tuyệt nhiên không buôn bán thuốc men. Đây là các thứ thuốc người phàm ở dương gian làm giả. Ở cõi trần chế tạo một vật gì thì ở âm phủ tức khắc thể hiện ngay ra hình tượng đó. Cho nên chế tạo một lò thuốc giả hiện ra ngay ở âm phủ, chứng cớ tội lỗi của dương gian lộ ra ngay tại đây, không sai một mảy may, như mặt trăng mặt trời đối chiếu. Điểm này người đời nên biết. Đừng nói rằng trong nhà kính có thể làm chuyện xấu xa. Nên biết rằng trong chỗ tối tăm cũng có quỷ thần giám sát. Nếu không vậy, tội ác của người đời làm sao theo dõi được để mà trừng phạt. Người đời phần lớn không tin nhân quả, nên biết rằng báo ứng của thiện ác giữa bóng với hình. Giữa bóng đèn sáng người ta có thể thấy hình bóng của chính mình, nhưng khi vào nhà kính không thấy được bóng. Vì lẽ đó là cho rằng thần không biết, quỷ không hay, ngạo ngờ trong nơi đen tối là nơi cư trú của quỷ thần, tự mình đúc đầu vào lưới, còn trách gì ai. Mời hai vị vào trong ngục tham quan. À, trong ngục đều có chấn song sắt dây quanh, cho nên thấy rõ các tội hồn khóc lóc kêu la. Âm binh đang dùng từng thùng, trong có các vật màu đen đổ vào miệng các tội hồn. Kẻ nào cũng cố tránh né, để cho thuốc khỏi đổ vào miệng mình. Ôi, thật là đáng thương. Tội hồn này hiện tại không còn chút máu. Tai, mắt, mũi, miệng, gò má đều bị chất nước đen dính đầy, nhưng không rõ là chất gì. Tội hồn lúc tại thế chuyên chế tạo thuốc giả làm hại rất nhiều người. Sau khi chết, bản ngục dùng thuốc màu đen đổ cho uống. Loại thuốc này rất đắng, lại có chứa độc tố, khó nuốt trôi. Một khi vào miệng thì ruột gan quặn thắt, vừa đau đớn vừa muốn ói, nhưng ói không ra. Đó là sự báo ứng của việc chế thuốc giả. Ờ, tội hồn mặc âu phục này, mình mẩy cũng ướt đẫm thuốc màu đen, dơ dái không chịu nổi, hai mắt lại thất thần. Xin cứu mạng, xin cứu mạng tôi. Hỡi hòa thượng đại Phật tổ, cùng người cõi trần, hãy mau giải cứu cho tôi. Tôi chịu không nổi nữa, xin bái lại. Nếu như người cứu tôi, kiếp sau tôi xin nguyện làm trâu làm chó,
để báo đáp ân đức cao dày. Trên dương gian tôi còn nhiều tiền bạc lắm, hai vị có thể kêu con cái tôi nó đưa cho. Cấm miệng! Vị này là Phật sống Tế Công, không phải là hòa thượng ở dương gian. Tạm cho mi ra để mi thuật lại hết các chuyện làm bậy lúc còn sống cho người ở dương gian biết rõ. Cảm tạ đại nhân. Nói ra thì càng thêm xấu hổ, nhưng cũng để đời sau sửa chữa lỗi lầm. Tôi lúc còn sống mở nhà thuốc Tây, chuyên bán thuốc Trung Hoa và thuốc ngoại quốc. Lần lần quen thuốc, lâu ngày biết được chút ít thuốc men thông thường, liền nghĩ ngay đến việc làm giàu. Mà muốn làm giàu, không làm bậy thì không được, cho nên đã mua một cái máy nhỏ, dùng bột mì hòa với bột màu, ngụy tạo các loại thuốc bán chạy, in các loại bao nhãn giống hệt, chế tạo số lượng lớn, trừ tiệm của tôi ra, đều gửi tới các tiệm khác bán, kiếm được nhiều tiền, không biết bao nhiêu mà kể. Đầu xuân năm nay, không may mắc bệnh chết, hưởng được 52 tuổi, lúc chết, bị hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tới đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại lúc tôi đang chế tạo thuốc giả. Cùng với việc buôn gian bán lận khiến tôi thất sắc kinh hoàng, không rõ tại sao âm phủ lại có loại máy lợi hại tới mức này. Phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng, chứng cớ tội lỗi đã rành rành, làm sao chối cãi được. Hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian, cho nên bắt trước tôi, nếu như có ai lỡ phạm pháp, hãy mau mau hối cải. Quân súc sanh, mi còn nhiều tội khác, hãy mau nói ra, không được giấu giếm. Dạ dạ, để tôi nói, để tôi nói. Có một lần, một người bạn đưa cho tôi một cuốn sách khuyên đời dạy nhiều điều thiện. Tôi lật xem qua vài trang, đều thấy toàn là chuyện tiên Phật thần thánh. Tôi liền quăng đi, nghĩ rằng thời đại khoa học tân tiến này, làm gì còn có thánh thần tiên Phật, chỉ có bọn mê tín mới tin lời. Nào về khi chết đi, Diêm Vương lại căn cứ vào lời Phỉ Báng cùng hành động quăng ném sách, gia thêm hình phạt 5 năm nữa. Thời giờ đã cận, Dương Sinh trở lại hiền đường, lần sau có duyên hẳn còn trở lại tham quan. Dạ, đa tạ Ngục quan đã tận tình chỉ giáo. Ngục cắt gân chặt xương. Bữa nay đã tới giờ đi dạo địa ngục, Dương Sinh mau lên đài sen. Dạ tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Đã tới nơi, mau xuống đài sen đi. À, trước mắt là ngục cắt gân chặt xương, xin cúi đầu ra mắt ngục quan. Xin chào, xin chào. Ván ngục là địa ngục cắt gân chặt xương, quỷ binh dùng dao sắc cắt đứt hết gân tai của bọn tội hồn, cùng lóc thịt quăng cho chó sắt ăn, cuối cùng mới chặt đứt lìa xương tay, kẻ thụ hình cực kỳ thống khổ. À, tôi thấy các tội hồn bị hình phạt đều hôn mê bất tỉnh. Phía bên kia có nhiều chó đen đang thản nhiên ngồi nhai những cánh tay của tội nhân. Ở dương gian, chó chỉ nằm dưới gầm bàn gặm xương cá gà heo thôi, do chủ luyện cho. Còn chó ăn thịt người để sống thì tôi chưa hề thấy. Xin hỏi ngục quan, mấy con chó đen kia từ đâu tới vậy? Đó gọi là chó sắt. Ngục nào ở âm phủ cũng có, chuyên ăn thịt người để sống. Vì nó không có nhân tính nên gọi là chó sắt. Nếu như chó ở dương gian tính linh thật sáng suốt, biết giữ nhà giữ cửa và trung thành với chủ, hiện tại người đời còn nuôi các loại chó quý cực kỳ khôn ngoan, sống gần như người, thậm chí còn được ngủ chung với cả chủ. Nhưng với chó địa ngục thì khác nhau xa, để trừng phạt hạng người không còn nhân tính, mê muội tới mức mất hết thiện tính. Vì vậy mà ông phủ mới phải nuôi loại chó sắt để nó ăn thịt người, đó là lẽ báo ứng. Này nữ tội hồn kia,
mau khai hết tất cả tội đã phạm lúc còn ở tại thế gian. Tôi xin khai, xin khai. Đau quá đi thôi. Con cháu tôi ở dương gian đâu có biết tôi ở âm phủ đau khổ tới mức này. Lúc tôi còn sống làm nghề buôn bán, vì ham nhiều lợi bèn nghĩ tới cách cân gian. Tôi bán trà, một cân trà khô là 16 lượng, mà tôi chỉ cân có 14 lượng. Suốt một đời buôn gian cân thiếu. Mặc dầu thường nghe người ta nói, buôn bán cần phải thật thà. Nếu ăn gian nửa cân kiếp này, thì kiếp sau phải trả 8 lượng. Nhưng tôi không thèm nghe, chẳng giữ chút lương tâm. Nào ngờ khi chết đi, hồn tới âm phủ, đến trước đài gương soi ác nghiệp, thấy tất cả tội lỗi xấu xa lúc sống hiện rõ ra. Bị tứ điện minh dương phán đài 10 năm ở ngục cắt gân chặt xương này. Hằng ngày bị đem ra cắt gân lóc thịt, quỷ sứ lóc tai tôi như người đời lóc cá. Tôi hận thì đã muộn. Hỡi những kẻ buôn bán tại thế gian, phải hết sức lương thiện, chớ tham lợi nhỏ, cân lường gian lận. Hình phạt ở địa ngục cắt khe lắm, chẳng thể tránh khỏi đâu. Minh Dương rất ghét các hạng người này, cho nên ngài coi chừng rất nghiêm. Quỷ sư thì lại quá nhẫn tâm, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thời gian đã hết, chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường. Dạ, đa tạ ngục quan chỉ giáo, chúng tôi phải về lại dương gian, xin giả từ. Ngục moi tim. Thế gian có một cái loại người, bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng, bèn đem lòng ganh ghét, ngấm ngầm sử dụng, mưu mô hiểm độc, bài trò thị phi, dạch lá tìm sâu. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình, thì bài trò phỉ báng dèm pha, cho nên bị sa xuống ngục ngoài tim này. Hoàng nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị. À, hình phạt các tội hồn ở địa ngục quá là đáng sợ. Những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục moi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Tâm là chủ thể của người, moi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động, cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Này hỡi tội hồn kia, mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế. Dạ dạ, tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan, vì chưa lập được thành tích, thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Tôi quán viên quản lý đã bất công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù. Do đó kiếm chuyện lén tâu lên thượng cấp, lại còn vu cho kẻ này làm biết người kia ăn cắp để ám hại họ. 4 năm về trước, tôi bị bệnh đau gan mà chết, bị quỷ vô thường hắc mặt áp giải xuống giam tại địa ngục. Ngày đêm bị quỷ cắt tim đau đớn đến xé gan đứt ruột. Còn tội hồn thứ hai, mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tôi xin tiền là một Phật tử quy y cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia. Lúc sống, tôi đã phỉ báng người khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật Pháp vô lượng cao siêu. Không ngờ, sau khi chết, đã không tới được Tây Phương Cực Lạc, mà còn bị đày xuống âm phủ này. Tôi chẳng được thần hộ pháp tới nghênh đón, mà lại bị âm binh áp giải tới ngụ điện, tống giam vào ngục. Minh Dương thấy tôi lòng buồn giận mắng: mi là quân phản bội Đức Phật A-di-đà, lòng không có chút từ tâm, thân thủ giới, mà không ngộ Phật Pháp bình đẳng, tự xưng mình cao minh,
lúc sống cố chấp thiên kiến, tự cao tự đại. Phật tính lu mờ nên phải xa xuống chốn này. Mong đồng đạo của Phật chớ học đòi sự sai quấy của tôi mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Địa ngục ngoài tim này rất là quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dạo ngục moi tim lần thứ hai vào tháng 7, cửa quỷ mở. Tháng 7 thì các cửa ngục mở rộng, dân nhân được dịp trở lại dương gian, lòng phấn khởi sung sướng. Cho nên tháng 7 gọi là tháng xá tội dân nhân. Mọi việc ở dương trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc vào âm ti để viết sách có phần trở ngại. Nhưng đã có ta hòa thượng riêng tế Phật ở đây thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa. Dương Sinh đừng lo sợ. Dạ, quỷ là do người quá thân, thấy sự quái gở lòng không kinh hãi thì sự quái gở ắt tiêu tan, con chẳng sợ chi hết. À, trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở, vong hồn chen chúc đi ra, kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tháng 7 thì quỷ môn quan mở rộng, phàm những vong hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi, kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lòng hăng hái ngắm ngã dương gian kinh tới. Ồ, những vong hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Bởi vì tâm chúng ta trong lành nên hào quang tỏa lấp lánh khiến các vong hồn sợ hãi. Có phải hàng năm cứ vào tiết tháng 7 tất cả các vong hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đi đó tự do phải không thầy? Không phải. Tháng 7 quỷ môn quan tuy mở rộng nhưng chỉ mở cho khu vong hồn bình thường mà thôi. Những vong hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền tuy không có công đức nhưng cũng không phạm sai quấy, cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý họ không được rời cái khu của họ, nhưng đến tháng 7 thì địa quan đại xá, họ được luân phiên ra chơi. Cho nên ở âm phủ theo đạo của quỷ thì làm tháng 7 tất cả các vong hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày hội Du Lan Bồn, còn đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Quan viên địa phủ bình thường làm việc có ngày có tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. À kìa, ngục quan đã ra nghênh tiếp. Dạ, xin chào. Xin chào. Bữa nay nhân dịp tiết tháng 7, các ngã đường ở suối vàng giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Không hề chi, chúng tôi thấy bên ngoài các vong hồn hoan hỷ lắm, coi ra có vẻ rất là tự do. Mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời. Dạ, xin đa tạ. Ồ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước nhiều. Ồ, không hiểu tại sao vậy? Vì gặp tiết tháng 7, những vong hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này lúc còn sống nghe người ta nói đến tháng 7 thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát, nhưng họ có biết đâu rằng gông cùm trói buộc thân họ mất hết tự do, không những chẳng được tiêu dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt moi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau khổ sở gấp bội phần. Quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao sắc xả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lênh láng, thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn. Tôi đã cho gọi tội hồn ra. Này, mau thuật rõ những tội ác đã làm lúc còn sống đi. Dạ, tôi lúc còn sống là tài xế xe đón khách, vì không được giáo dục nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi vốn háo sắc, trong xe của tôi treo đầy hình khiêu dâm,
cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình thì tôi tìm cách tán tỉnh. Nếu bị mắng là háo sắc hay là quỷ dâm dục chẳng hạn thì tôi càng lấy làm thích thú, đã không hề biết xấu hổ lại còn tìm cách cưỡng dâm họ. Có một lần giữa đêm khuya, tôi đón được một thiếu nữ xinh đẹp, lòng dục nổi lên. Tôi bèn dặn máy phát thanh kêu thật lớn, rồi rồ ga chạy thẳng vào đồng quan, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy đến lần thứ ba. Không may 5 năm trước, tôi bị tai nạn xe cộ mà chết. Lập tức bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn ngày ải ở đây, sẽ còn bị giải giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. Phàm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm thì sau khi chết sẽ không có phép gì gỡ nổi. Thôi, đã tới giờ, Dương Sinh, mau trở lại hiện đường. Dạ, xin tuân lệnh, đa tạ Ngục Quan, xin cáo biệt. Ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Dạ, xin kính chào Ngục Quan. Bản ngục là ngục chuyên dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Xin mời hai vị vào trong quan sát. Thấy tội hồn đông dung nhúc trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kềm kẹp đẩy quả cầu sắt đầy gai nhọn thập vào miệng. Lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thần thức gục xuống hôn mê. Người đời chỉ hóc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân chịu không thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thật là đau khổ. Xin hỏi Ngục Quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống đây lại phải chịu những hình phạt này? Phàm những kẻ tại thế ham cướp lời đoạt lý, dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc, ham hút cần sa ma túy, hoặc trong lúc trò chuyện thường dùng lời châm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác, thì sau khi chết khó thoát nổi hình phạt của địa ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Để tôi kêu vài tội hồn ra đây cho nó khai rõ những tội ác đã phạm. Bọn này đang hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt bồ này quạt một cái cho tỉnh lại. Tướng quân, moi trái cầu gai này ra khỏi miệng của chúng, còn không có miệng cũng không thể nào nói được. Các ngươi phải thành thật thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đài giao ngục này. Tôi lúc xin tiền nói năng rất giỏi, nhan sắc tôi lại đẹp đẽ, do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo. Một lần nọ có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi thấy hắn giàu có liền giả dối nói với hắn rằng chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi. Sau đó đi đến ngoại tình, do nhan sắc hấp dẫn của tôi cộng thêm 3 tấc lưỡi khéo léo, tôi đã ăn của hắn một món tiền lớn. Về sau ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự châm chọc, khiến cho hắn vô cùng đau đớn tủi nhục. Cuối cùng không chịu thấu, hắn liền tự tử. Sau khi chết, hồn hắn từng lai vãng bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an. Trải qua 7 năm vẫn suy phí nhược, khiến tôi mắc bệnh mà chết. Biển thành dương kết án, tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, hãm hại người, làm cho người ta chết, nên phải tụ hình tại ngục, kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Hằng ngày bị tống cầu sắt vào họng, ôi đau đớn vô cùng. Còn tội hồn thứ hai, mau khai rõ tội phạm của mi. Dạ, lúc sống có rất nhiều tiền vì ham lợi tức,
phàm những ai cần dùng tiền gấp hoặc những ai khốn khổ cần dây tiền của tôi đều cho dây nặng lãi, vốn lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền dây thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết tôi bị Diêm Vương phán tội ham lợi, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng, bèn phạt tôi nuốt xác viên có gai, hiện thời quá thống khổ. Làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng hủy sắt, chuyên môn tăng lời cao để thâu cho nhiều lời. Mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương, song tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui. Tại sao không làm? Dạ thưa thầy, thời giờ đã trễ, xin mời thầy trở lại thánh hiền đường. Dạo miếu thành hoàng xem người chết qua đời. Nhân ngai Hoàng Văn Đạt là tín hữu của Quý Đường vừa thác trưa hôm nay đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống con người thật là quá ngắn ngủi. Một sớm đổ thai, mọi sự chấm dứt, tiền bạc, con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ tạm trú ít ngày. Rồi sau khi thác, chúng đem chôn sừng núi hay bể quan đồng vắng. Khi tới đó, thử hỏi còn được những gì? Dạ, thưa ân sư, sau khi thác thì Hoàng tiên sinh sẽ giảng sanh về cõi nào? Đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. À, thật quá hay, đó là một vấn đề lớn. Người đời chỉ biết là sau khi chết phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng, rành mạch cho. Có thể được. Con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con tỏ tường. Dạ, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. À, hình như chỗ này con đã từng qua lại. Đúng vậy. Con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàng, phía trước là ban tụng niệm của thánh hiền đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu siêu. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể mà không thấy thần thức? Con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu thành hoàng để xem kết quả. Dạ, mời ân sư lên đường. Đã tới đó. Ờ, miếu thành hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Mình hãy vào trong làm lễ ra mắt thành hoàng đi. Hoan nghênh Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh, có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhọc thân hành tới đây? Có người của thánh hiền đường qua đời, lại nhân dịp bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao. Do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây để tìm hiểu. Hoan nghênh, hoan nghênh, mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Người đâu, mau dâng trà. Đa tạ. Xin hỏi thành hoàng, quý điện chuyên lo phần vụ gì? Bản điện là thành hoàng cai quản phạm nhân ở Trung Thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ. Người đời phần lớn không rõ chức vụ của thành hoàng. Thành hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian vậy, chuyên môn phụ trách cảnh cáo ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc đức chính thần miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng thành hoàng chủ quản chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ phúc đức chính thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phạm nhân dẫn người đi. Tôi còn nhiều nghi vấn muốn được thành hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác, khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Như âm sai tướng quân Ngưu Mã hay quỷ sứ vô thường Hắc Bạch, mỗi khi tới nhà người thiện
chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ bất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo, đánh đập hoặc cột trói giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy. Sau đó dẫn giải đến miếu thành hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch ghi vào sổ bộ quỷ. Còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Có chứ. Nếu tại thế mà làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công đức, thì âm binh chỉ tới miếu thành hoàng cho biết lệnh triệu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tôn làm ân sư, xuống địa ngục được lo liệu các việc hoặc tới tiêu dương quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dạ thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Tôn giáo tuy có bất đồng, nhưng phần đông các tôn giáo khác chủ trương sanh về cõi trời. Nhưng cõi trời khi hết phước báo vẫn còn bị luân chuyển trong ba cõi sáu đường. Muốn giải thoát rốt ráo thì dâng theo lời Phật, phát Bồ Đề tâm, tu cầu quả vị giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, xin hỏi thành hoàng, hồn của hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu? Để tôi dẫn vào trong sẽ thấy rõ. Ồ, tôi thấy hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết trí giống như một hiền đường. À, không rõ, tôi có thể đàm đạo với hoàng tiên sinh được không ạ? Được lắm. À, hoàng tiên sinh, ông khỏe chứ? Cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tới tôi. Cháu ơi, cháu ơi. Dân đã, người cháu có bị thương. Con cái đã trưởng thành, lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến quá như vậy? Đà tạ Phật sống tế công đã khuyên giải, tôi hy vọng ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ cho con cháu tôi để chúng nó ngoan ngoãn tu đạo. Còn tôi nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi có nhiều âm đức, song lòng tôi vẫn còn sầu tuổi. Xin hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi. Đường trần tuy hết, song thánh đạo vẫn còn, chớ quá buồn rầu. Vì thời giờ có hạn chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biện công sảnh để hỏi thêm. Mời hai vị tới biện công sảnh phía trước đàm đạo. Dương thiện sinh, còn có nghi vấn nào không? Dạ, kẻ chết sau khi hồn phách rời khỏi xác thân thì sẽ ra sao? Đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ. Trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục, gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đó đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô mục đổ và được gọi là tử vong. Hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiết cành. Nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất đau khổ. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận. Nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản giống như khi nằm ngủ, thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bệnh viện ra làm thí dụ, nếu đốt đèn mà đèn không cháy, thì chưa hẳn là điện ngăn trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu,
cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ hạn chế thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hẳn hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường. Có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khách đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ hết đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình của trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường đi xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tụng niệm như vậy thì đều khiến cho thần thức kẻ quá vãng được tiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu niệm thánh hiệu Phật mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm can đảm. Khi nguyên linh đã được ổn định thì thần thức hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt, dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng tâu với Minh Vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường. Đó cũng là một phương cách để báo đền ân đức cho cha cho mẹ. Thôi, đã tới giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở lại hiện đường. Dạ, xin ân sư hãy khoan một chút. Không rõ Hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Đối với việc này dân sinh chớ có hỏi nhiều. Tình trạng vẫn còn trong vòng dự kính. Thôi, hãy chuẩn bị trở lại hiện đường. Ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chính tề để đưa tiễn khách. Dạo điện thứ bảy, gặp gỡ Thái Sơn Dương. Cung kính đón chào Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh. Xin cảm ơn. Vì cùng một lòng cứu đời nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện, mong được sự chỉ dạy cặn kẽ về nghĩa đạo cao sâu. Người đời sau khi chết được 49 ngày, thân quyến đều lo cúng lễ, đọc kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thăng. Bởi lẽ tới ngày thứ bảy thì thần thất người chết tới điện thứ nhất. Ngày thứ 14 thần thất tới điện thứ hai. Ngày thứ 21 thần thất tới điện thứ ba. Ngày 28 thần thất tới điện thứ tư. Ngày thứ 35 thần thất tới điện thứ năm. Ngày thứ 42 thần thất tới điện thứ sáu. Ngày thứ 49 thần thất tới điện thứ bảy. Người đời có thói quen lấy 7 ngày làm một tuần để cúng bái mà thôi. Còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới 49 ngày mới có thể đi qua hết 7 điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9 và số 10, xong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc sống. Lúc sống nếu như biết tu nhân tích đức, sau khi chết ắt chiêu cảm được phúc thần dẫn đường, chẳng cần phải cúng bái, vẫn có thể đi đây đó tự do. Dạ, người đời nói 49 ngày, mà sao không nói 56 ngày, 63 ngày, hoặc là 70 ngày, là tại sao? Bởi vì từ điện thứ nhất tới điện thứ bảy là các điện chủ yếu ở âm phủ, còn từ điện thứ 8 trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn phạm quá nhiều tội lỗi. Do đó có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc 49 mà còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp. Người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên cho nên mới dựng đàn tràng cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục ở các điện. Lòng hiếu thảo đó thật là khả kính. Tuy nhiên nếu lúc còn sống mà biết chăm lo dung bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn. Người ta sau khi chết
trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội đó phạm, hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo nho gọi là linh hồn hay là quỷ hồn. Trong lúc chờ đầu thai chuyển kiếp, thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân ở cõi âm, muốn linh hồn ra khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện, khiến Minh Dương cũng phải động lòng mà xá miễn. Đây là con đường tốt nhất để đi. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thời thi hành đạo hiếu, ngay lúc song thân hãy còn tại thế. Bởi vì một hạt cơm khi còn sống vẫn còn hơn cả hồ rượu dân cúng lúc đã qua đời. Song thân đã quá cố rồi, càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách để khuyên đời. Nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến Phật và quan viên ở âm phủ cảm kích, lại vừa báo đáp được ơn sâu của song thân. Đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ. Hãy tận tâm tận lực thi hành. Dạ, con xin hỏi lại ân sư, còn linh hồn người chết ở địa ngục hình dáng giống hệt người khi còn ở dương gian, xác thịt đã rửa nát, nhưng tại sao còn thấy được thân thể này? Đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân. Tức thân ở cõi âm cũng còn gọi là quá thân. Vì thời giờ có hạn, xin được phép cáo từ. Ngục rút ruột. Hồn người đời vô địa ngục chẳng phải là chuyện thần thoại hay quan đường. Từ xưa đến nay đã có nhiều kẻ đã chết đi sống lại, hẳn là những kẻ đều lãnh hội tường tận âm thanh cùng hình ảnh ở địa ngục, nên có thể tả lại tất cả những cảnh tượng đó rất là dễ dàng, đủ chứng tỏ những điều tả trong kinh sách không phải là không có thật. Người đời chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà do đó không có tin. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta cũng còn có một vật nhìn chẳng thấy gì mà vẫn yên ổn vô sự. Nhưng nếu một sớm ta khám phá ra hoặc cảm giác đã đến giờ chết thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải chỗ này đau thì chỗ khác đau, cần phải chiếu quang tuyến rồi mới giải phẫu. Người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của mình, có thể nói là nó không có. Địa ngục cũng vậy, bình thường nhìn chẳng thấy nhưng nó vẫn tồn tại, trừ một số ít người lúc còn sống có thể nhìn thấy. Kẻ khác một sớm nhìn thấy địa ngục, ắt là đã tới lúc gần đất xa trời. Sở dĩ ta khuyên người đời giác ngộ, xác nhận những cái không nhìn thấy nhưng lại vẫn tồn tại như là tư tưởng, hít thở, cảm tình, vân vân, đều là chẳng nhìn thấy, chỉ có thể dùng cảm giác để lãnh hội. Dạ chăng những cái không nhìn thấy đó chính là cái duy trì mạng sống, là nguyên tố chủ thể xác thân. Hoan nghênh Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Bản ngục là ngục rút ruột, kính mời hai vị vào trong tham quan. Dạ. Ồ, đã thấy rõ cảnh tượng trong ngục. Thân tội hồn máu me nhuộm đỏ, bị trói vào cái cột. Âm binh quỷ binh dùng dao rạch bụng tội hồn, da bụng rách toang, ruột và bao tử lòi ra rớt xuống đất. Bên cạnh cả bầy chó đen giành nhau cắn xé. Ruột và dạ dày tuy đã rớt ra nhưng vẫn còn liền với tim, vì tim chưa rời thân thể nên khi bị chó cắn nhai giằng xé thì tội hồn đau đớn kêu rống lên rồi ngất xỉu. Ôi, khiến lúc này tôi mắt chẳng dám nhìn. Xin hỏi ngục quan, bọn họ phạm phải tội gì mà tới nỗi phải bị đày ải tới ngục này? Các tội hồn này khi còn sống đều là bọn tham quan ô lại hoặc là những kẻ lòng lang dạ sói, cho nên sau khi chết tới bản ngục thọ hình, như muốn thấu rõ sự tình để tôi sai áp giải vài tội hồn ra đây tra hỏi. À, xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chỗ này? Tôi lúc sống làm quan thường lợi dụng phương tiện quan tước sang đạt của cải đất đai, cướp đoạt tài sản của người. Bất cứ phương tiện nào có lợi, tôi đều vận dụng mọi phương cách cưỡng đoạt cho bằng được để làm của riêng. Chẳng ngờ sau khi chết
bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để làm cho lộ rõ chân tướng. Tất cả những hành động tham lam cưỡng đoạt tiền tài của cải đều hiện rõ mồn một, khiến tôi vô cùng kinh hãi. Trải qua các điện phán xử, cuối cùng tôi bị giải giao tới đệ thất điện, rồi bị Thái Sơn Dương phán đày tôi tại ngục mồi ruột. Hàng ngày bao tử và ruột của tôi bị móc ra cho đàn chó giành nhau ăn. Sự thống khổ khó mà hình dung nổi. Ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền, chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ, lại còn lột da lóc thịt mua người. Miễn là nuốt trôi được là nuốt. Ruột và bao tử ngươi lúc này thật quá dơ bẩn. Khuyên những kẻ làm quan ở chốn thế gian nên vì trách nhiệm phục vụ nhân quần, ắt công đức vô lượng. Nếu như chỉ vì mục tiêu thủ lợi, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đài đọa tại chốn địa ngục. Dạ, xin hỏi lão bà, thời gian thọ hình tại ngục này là bao lâu? 3 năm. Lúc sinh tiệt, gia đình tôi sống bằng nghề nông, chuyên trồng rau để sinh nhai. Chẳng hiểu sao rau đậu thường bị côn trùng phá hoại, cho nên tôi mới dùng thuốc trừ sâu bọ để tiêu diệt chúng. Tới lúc thấy giá rau tăng vọt, liền hái rau mới phun thuốc được 1-2 ngày đem bán. Chỉ có vậy mà sau khi chết liền bị Minh Dương phán đài tại ngục út ruột vì tội gây tai hại cho mọi người. Ngươi chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu còn dính thuốc trừ sâu ra bán, hại người không ít. Rất nhiều người đã ăn rau đậu của ngươi bị trúng độc, hoặc độc tố tích hiểu thành đa mà thành bệnh gan, bệnh ung thư. Lòng dạ ngươi quá độc cho nên phải thụ lãnh hình phạt này. Thưa thầy, con còn có vấn đề thỉnh giáo ân sư. Trong lúc thụ hình, có một số tội hồn bị hôn mê bất tỉnh, thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp? Con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa? Nếu có, hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng khi tỉnh lại chỉ còn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không hề chết chăng? Đêm mai lại nằm mơ nữa, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình như trước, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào bị thương tích cả. Sợ gì, sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi đang mộng du vậy. Thân tuy bị hành tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàng hồn xối lên, sau khi tỉnh lại chẳng thấy thương tích gì cả. Làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác kinh hãi của sự thống khổ vậy. Thảm hình ở âm phủ chẳng qua chỉ là để cho tánh linh của người ta thức giác mà thôi. Do đó mới ví sự chết là giấc mộng lớn. Vậy thì người ta lúc chết hẳn là đi vào một giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ. Thêm một ví dụ khác, như trong lúc nằm mộng lượm được vàng, vui sướng điên cuồng, khi tỉnh dậy không lại hoàn hợp, cho thấy mộng ảo chẳng có thực mà do kẻ mê lầm tưởng. Thế nhân tu đạo, nếu như không giác ngộ điểm này mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tướng, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo. À, thì ra thế. Thôi, đã tới giờ, mời ân sư trở lại hiện đường. Ngục cắt lưỡi. Hoan nghênh tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm bản ngục. Bản ngục là ngục cắt lưỡi, trực thuộc sự cai quản của đệ thất điện. Xin mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét kỹ càng. Đa tạ. À, đã tới cửa ngục, lính canh hai bên hàng ngũ chỉnh tề chào đón. Ồ, trong ngục chợt có tiếng kêu than ai oán. Ông binh liền lấy móc sắt nhắm miệng tội hồn thọc vào, bẩy lên rồi quặt đầu móc vào lưỡi tội hồn kéo ra. Tội hồn thất thanh la lớn. Sau đó âm binh dùng dao sắc cắt lưỡi tội hồn đứt lìa, máu tươi chảy đầy cực. Tới đây âm binh vẫn chưa buông tha,
lại còn dùng dùi đâm thủng hai má, lấy dây kẽm luồn qua buộc vào dây cổ. Tội hồn rên rỉ, lát sau ngất liệm. Ôi, loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt. Những kẻ tới bản ngục thụ hình đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp hoặc thất khẩu đức. Ta ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thất đức lúc sinh tiền để chép vào sách hầu khuyên răn người đời. Ồ, ngục quan xin đa tạ người quá chu toàn. Tội hồn đã tới, Dương Thiện Sinh hãy tra hỏi họ cho thật kỹ càng. À, dạ, xin hỏi bà lão, cứ sao bà lại phải tới đây chịu tội? Tất cả chỉ tại cái miệng của tôi mà ra. Lúc sống tôi hay ganh ghét mọi người, thường xui bẫy cho người ta xa cách nhau, thường dùng lưỡi làm thương tổn người khác, đòn sóc hai đầu, khiến cho gia đình họ bất hòa, anh em xa cách, cha mẹ già không người phụng dưỡng. Người là kẻ từng được thế gian đặt cho tên là mụ lưỡi vàng, là phận nữ lưu mà không lo tu khẩu đức, chuyên ăn sổng nói càn, đã phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, lại còn rượu thuốc trầu cao, luôn miệng những lời nói ra đều là tiếng thị phi không chính đáng, lưỡi mi có độc độc, cho nên phải cắt đi, khiến mi giờ đây câm miệng chẳng thể nói năng, phải lo tu lại khẩu đức. À, dạ, còn xin hỏi vị này, vị phạm tội gì, cớ sao lại phải vào đây chịu hình phạt này? Tôi lúc sống tính tình nóng nảy, mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng, liền mạnh miệng chửi bới ôm sờn. Chẳng cử là bậc tôn trưởng hoặc tổ tiên kẻ khác, tôi đều chửi rủa chẳng sợ một ai. Ngoài ra tôi chẳng làm một điều gì bất nhân ác đức. Nhưng sau khi chết, Diêm Vương chẳng tha thứ cho tôi, lại còn kết tội tôi là đã dùng miệng lưỡi ác độc chửi người, xấu xa chẳng thể dung thứ. Phán giam ngục này khiến tôi phải bị cắt lưỡi rạch miệng thống khổ muôn phần. Hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi, chớ có chửi người bừa bãi. Nếu như không sửa tính, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục thống khổ chẳng thể kêu than. Tục ngữ nói, tâm ác không ai thấy, miệng ác có người nghe. Ác khẩu dễ đắc tội với người, hay rước lấy những điều thị phi thường làm mất hòa khí. Do đó mới nói, giao cắt dễ lành, lời nói khó quên. Lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai, thô lỗ chẳng khoan dung, đối xử với người càng thậm tệ. Cho nên đã là kẻ tu đạo, lời nói lại càng cần phải hợp lý hợp tình, chớ nói xào nói bậy. Nếu không khẩu đức bại hoại, đạo quả tiêu tan, sau khi chết ngục cắt lưỡi rạch mép ở dưới âm phủ hẳn là đã dành chỗ sẵn. Dạ, xin hỏi vị tăng sĩ này, có phải vị xuống đây để tụng kinh không? A-di-đà-phật, kinh khổ, kinh khổ. Nhớ lại thuở sinh tiền, ham mộ Phật Pháp vĩ đại, nên xuất gia thụ giới, làm tăng. Chăm lo nghiên cứu kinh điển, nên tâm có chút sở đắc, bèn viết sách thuyết pháp, đăng đàn giảng đạo, thường phỉ báng chê bai người khác. Tội phỉ báng rất nặng, nên tôi mới bị đày xuống địa ngục, chẳng thể về được Tây Phương Cực Lạc. Kính xin Phật Sống Tế Công hoan hỷ cứu độ tôi. Là đệ tử của Phật, chẳng chê bai chỉ trích lỗi người. Nhân thời mạt pháp, quá nhiều kẻ giả dạng tu hành trà trộn vào giáo pháp của Phật để phá hoại Phật Pháp, tự cho mình là đúng, là chánh pháp, nhưng giới luật không giữ. Họ là những ma trà trộn vào, viết sách dẫy đầy thiên kiến. Nếu như không sớm đốt sách, quăng bút, xuất miệng giảng chính kinh, sau khi chết chắc chắn lãnh sự phạt cắt lưỡi. Bắt ngày ngày thầm niệm khổ kinh để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người.
Thời giờ đã trễ, Dương Sinh mau trở lại hiền đường. Ngục A Tỳ. Dạ thưa thầy, bữa nay mình tới chốn nào đây? Bữa nay mình dạo địa ngục A Tỳ. Hả? Người đời nay rất sợ ngục A Tỳ, con cũng vậy, xin thầy dẫn con đi thăm nơi khác. Con đừng sợ hãi, đã có ta bên cạnh. Nếu như tâm con kinh hoàng, ta ban cho con một viên thuốc định thần này, uống mau đi rồi theo ta. Dạ, đa tạ ân sư đã ban cho con thuốc tiên. Uống xong tâm trí tạm thấy yên định, phía trước ngục quan đã tới nghênh tiếp chúng ta kìa. Quan nghênh Phật Sóc Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ, thuộc quyền cai quản của đệ cửu điện. Quan nghênh nhị vị tới tham quan. Dạ xin cảm tạ. Ồ thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn như thế này? Địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta vậy, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Con không dám thăm cái động lớn phía trước, bên trong tối om e nghịch, chỉ nghe tiếng kêu la rùng rợn cùng với tiếng nước nóng sôi sục, hẳn là tội hồn đang bị nhận chìm trong đó. Những kẻ ở trong động toàn là tội hồn. Ngục này có cả thải 18 tầng. Trong ngục cấm đầy trong sắt nhọn quắc, cũng ngập đầy nước sôi. Tội hồn bị tướng quân lấy đinh ba đẩy vào, cùng bị lòng đất hút mạnh, nên chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, ngưng một lát, kế đó gào thét khôn nguôi. Trong ngục bàn tay giơ lên không nhìn thấy năm ngón. Kẻ bị hành hình ở bên trong vô cùng thống khổ. Có thể nói hình phạt này là hình phạt vô cùng đau đớn. Thường nghe nói người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Kẻ bị đày xuống ngục A Tỳ phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai vậy. Ngục quan có thể dẫn vài tội hồn ra đây để thẩm vấn không? Vì quý đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, nên Minh Dương đã ra lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi được phép đem vài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi. Còn bình thường, những kẻ đã bị đày tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Này Dương Sinh, hãy nhìn tôi dùng phép lạ. Ngục quan phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức thì toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngừng hoạt động. Tướng quân, mau kéo cổ vài tội nhân ra đây. Thân thể tội hồn bị hành hạ mấy ngày nát như tơ, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lồi ra, không còn nhận ra hình dáng con người, thật là đáng thương. Để ta tạm thi thố pháp lực cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân, để họ dễ bề thuật lại những hành vi phạm tội. Diệu pháp của ân sư thật quả vô biên. Thân thể tội hồn 10 phần rác bấy đã hàn gắn lại được hình người tới 7 phần, chỉ còn 3 phần là giống quỷ. Đây là hai vị đại sứ, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế để khuyên răn người đời. Tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi không chịu làm việc, những khi ngửa tay xin tiền mà không được thì mắng chửi cha mẹ, có khi còn tay đánh chân đá, lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các ngục khác, xong còn bị chuyển tới đây tại ngục A Tỳ vĩnh viễn không được siêu sinh. Kinh mong hai vị đại sứ thương tình xin giùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ, đầu thai làm kiếp trâu chó tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đỗi thống khổ. Trăm thứ đức thì hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn. Tội bất hiếu luật ở âm phủ không tha, ta không có cách nào cả.
Còn tội hồn thứ hai, mau phương khai. À, lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút á phiện chích ma túy. Sao vì xài tốn quá nhiều tiền, tôi đi buôn lậu luôn cả mấy thứ này. Thành một đời, hại quá nhiều người. Sau khi chết, Diêm Vương đã giận, phán đày tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ. Ở đây, hàng ngày chịu thống khổ quá đội. Hối hận lúc sống, đã phạm vào tội ác quá lớn. Hiện tại vô phương cứu chữa. Buôn lậu đã là phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào. Luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu. Phàm tại thế buôn lậu cùng nghiện ngập buôn bán ma túy, tội quá lớn. Những kẻ phạm tội này hãy mau mau buông giao đồ tể, làm lại cuộc đời. Nếu như ngoan cố, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ, muôn ngàn năm chẳng thể siêu sinh. Hy vọng người đời sau chớ có ham lợi lộc nhất thời mà bị xa vào đường cùng ngõ cụt. Thôi, thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Dạo điện thứ 10, thăm hỏi sở chuyển kiếp. Hoan nghênh tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại tới thăm bản điện thứ 10. Phía trước có biển đề sở chuyển kiếp, tội hồn do âm binh áp giải tới quá đông, âm binh đều phải trình hồ sơ lên các quan viên, không rõ họ sẽ giải quyết ra sao. Mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giải thích rõ vấn đề. Dạ. Tôi xin giới thiệu tình hình 8 ty lớn của sở chuyển kiếp, để thế nhân hiểu rõ thứ tự việc chuyển kiếp luân hồi. Đầu tiên, người chết phải qua phúc thần, thành hoàng, âm binh hoặc quỷ hắc bạch vô thường dẫn nhập quỷ môn quan, cùng tới giao bạ sảnh khai hồ sơ lý lịch. Dù tới để du lịch hay nhận lãnh hình phạt, cũng phải tuần tự trải qua từ điện số 1 tới điện số 9. Kẻ có tội đã hoàn tất việc thụ lãnh hình phạt thì được giao qua bản điện chuyển kiếp luân hồi. Nơi quan trọng nhất của bản điện là sở chuyển kiếp. Sở này được chia làm 8 ty. 1. Ty tra nghiệm. 2. Ty kê thiện. 3. Ty khảo hóa. 4. Ty ân quán. 5. Ty thọ mệnh. 6. Ty chi phối. 7. Ty chưởng kiếp. 8. Ty thụ sinh. 1. Ty kiểm tra. Ty này lãnh nhiệm vụ sưu tra những tội hồn sau khi các điện đã xét xử và trừng phạt xong. Thủ tục này có hoàn tất tội hồn mới được lãnh giấy chứng nhận hết can án. Trước khi đầu thai phải đến ty kiểm tra khai báo, để ty này kiểm soát lại xem thủ tục ở các ngục trước đây đã thực hoàn chỉnh chưa và đúng hay sai. Nếu như sai hoặc không hoàn chỉnh sẽ bị kêu trở lại ngay lập tức. Phải làm như vậy để phòng ngừa sự làm việc tắc trách của âm hồn. 2. Ty kê thiện. Ty này siêu tra những người làm việc thiện, xem họ đã hành thiện được nhiều hay ít, rồi mới quyết định cho họ được hưởng phúc trạch dày hay mỏng. Lúc sống, nếu như chịu tu nhân tích đức, sẽ được đầu thai làm con trai nơi phước địa, lớn lên làm quan, nhẹ bước thanh dân, công danh hiển đạt, là phú thương ở nhà lớn. Của cải nhiều vô số kể, là kẻ tay trắng, sao có gia cư, là kẻ được hưởng phúc trạch của tổ tiên trọn đời vinh hoa phú quý. Nếu đầu thai là con gái cũng được là vợ của quý nhân, đạt quan hưởng phúc ấm. Lại sinh con quý tử, lúc làm cha mẹ sẽ được hưởng phúc khi con khôn lớn. Trường hợp của những người vừa kể trên đều là do lúc sống có công lớn tu nhân tích đức. Đó là luật phúc báo do ty này thi hành. Một sợi tơ, một cọng lông không thể sai lệch. Đây chính là trách vụ của ty kê thiện. 3. Ty khảo quá. Ty này chuyên khảo hạch kẻ sắp đầu thai. Nếu kẻ đầu thai muốn chuyển kiếp làm người, ắt bị khảo sát siêu tra tội ác lỗi lầm nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Nếu là kẻ lúc sống thiện tâm ít ỏi, lầm lỗi sơ sơ, sinh ra đời được cơm no áo ấm, được bóng râm của cha mẹ che chở, chồng vợ hòa thuận, con cái hiếu thảo, kẻ công tội tương đương
ra đời là người bình thường, sống lâu, cơm áo đủ ăn đủ mặc, cha mẹ vợ chồng con cái sum họp, sống suốt đời vất vả, không được hưởng phúc thông dong. Kẻ không có công mà có tội, ra đời phải chịu lận đận, đói rét, nghèo hèn, cô quả. Cha con anh em chồng vợ, khuyết hãm. Kẻ tội quá nặng, ra đời chịu bần cùng khốn khổ, bị tàn tật, đầu và tay chân bất toàn, bị bệnh ngớ ngẩn, điếc, mù, câm, làm ăn mày. Như con trai lúc sống buông bỏ ngũ luân bát đức, con gái không giữ tam tòng tứ đức, tạo nghiệp ác quá nặng, ác bị phạt, đầu thai làm kiếp súc sinh, hoặc côn trùng sâu bọ, đó là luật ác báo do ti khảo quá đảm trách. 4. Ti ưng quán. Ti này coi việc đầu thai làm con trai hay con gái ra đời để đền ơn báo quán. Như kiếp trước chịu ân huệ của người, nghĩa tình còn ràng buộc, được lệnh ra đời đền đáp họ. Kiếp trước mắc nợ chửi mắng, khinh khi, tranh giành, tới chết quán khí chưa tiêu, cũng được ra đời báo đền. Do đó có câu đức báo đức, cừ báo cừ, quán báo quán. Lại có loại quan hồn phụ nữ si tình quá nặng, lúc sống cắn răng chịu nổi quán cừu mà chưa có dịp báo thù, sau khi chết không thích làm người, thích làm quỷ dữ, bắt hồn kẻ địch phải chết vì tai nạn dọc đường, cùng ở chốn hang sâu hố thẳm để báo thù một cách thảm thiết. Bản ti này xét cái quả, thấy có nỗi oan ức đó nên cho phép báo quán để an ủi cái tâm của kẻ chết, đó là chức vụ của ti ân quán. 5. Ti thọ mệnh. Ti này nắm giữ tuổi thọ của những người có tài năng danh vọng, những người sống ở thế gian được hưởng phú quý và trường thọ. Người được hưởng phú quý nhưng đoạn thọ, kẻ đã nghèo còn tổn thọ. Người nghèo mà sống lâu, ra đời để chịu chết đuối, chết đau buồn, sinh ra được ít ngày, ít tháng, ít năm thì chết yểu. Nhiều trường hợp không giống nhau, kẻ phạm pháp mà chết, những người bị kẻ khác mưu hại, tất cả đều do số mệnh. Đó là trách nhiệm của ti thọ mệnh. Nhưng còn nói về kẻ chết oan, sinh ra làm người không biết giữ phận, gặp họa quẫn trí, tự giết mình, làm việc không cẩn thận, đưa đến cái chết là do mình, không do số mệnh. 6. Ti chi phối. Ti này chi phối việc cha con chồng vợ của thế nhân. Nếu người đời sinh ra con trai có hiếu hay bất hiếu, lấy vợ là hiền phụ hay ác phụ đều có căn do. Họ gặp nhau đều do duyên tiền định. Ví dụ như tên Giáp, lúc sống thường cho tên Ức vay tiền, tới chết nếu chưa trả nổi, tuy Ức không có tội, nhưng khi chuyển kiếp làm người, luật âm phủ sẽ bắt tên Ức đầu thai làm con trai hiếu thảo của tên Giáp để đền ơn, nên gọi là con cái trả nợ cha mẹ. Lại ví dụ tên Giáp lúc sống dùng mưu kế chiếm đoạt gia tài của tên Ức, khiến tên Ức uất hận mà chết. Tên Ức tố cáo tên Giáp với Minh Dương, luật âm phủ phê chuẩn tên Ức tái đầu thai làm con trai kiêu căng dâm dật, phá hoại gia can của tên Giáp thì gọi là con cái đòi nợ bố mẹ. Chồng vợ cũng vậy, kẻ lấy được vợ thảo, sanh con đẻ cái thành mẹ hiền. Kẻ lấy vợ ác độc, dâm loạn, gặp sự tốt lành hay éo le đều do nhân duyên thiện ác xui nên, kiếp trước tạo nhân, kiếp sau ác nhận quả báo, hết sức công bằng, đó là trách vụ của ti chi phối. 7. Ti trưởng kiếp. Ti này lo việc vô sổ những người chuyển kiếp cùng khổ bao đời. Kẻ nghiệp nặng phải đọa làm súc vật mấy kiếp, có thể trở lại làm người hay vĩnh viễn đọa làm côn trùng sâu bọ đều có ấn định rõ rệt. Cho nên nói số mệnh khó tránh. Đến như kẻ có số được hưởng phú quý nhưng đột nhiên lại tạo ra ác nghiệp, kẻ số chịu cùng khổ nhưng gắn tu nhân tích đức, thiện ác cân nhắc bù qua xét lại, hạn cùng khổ được thâu ngắn lại. Cho nên có câu chăm chỉ thì được bù đắp, vui chơi thì phí thời gian. Ngoài ra còn có bắt đẩu thần quân,
phụng ngọc chỉ của Thượng Đế giám sát rồi thông báo cho Minh Dương, để Minh Dương ra lệnh cho ti này, để ti này giảm bớt hoặc gia tăng. Đó là chức vụ của ti trưởng kiếp. Cuối cùng, ti thọ sinh. Ti này có việc đầu thai cho chúng sanh, nên chuyên cung cấp những bằng chứng hiển nhiên. Người chết sau khi bị các điện phán xét và trừng trị xong, đến lúc chuyển kiếp luân hồi đầu thai, thì hồ sơ lý lịch lưu giữ ở ti trên được giao qua ti thọ sinh lo liệu tiếp. Sau khi hoàn tất xong, nếu được đầu thai thì được cấp giấy chứng nhận, và quan có việc đầu thai mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Nếu là kẻ sĩ sẽ lãnh nghiên bút, là thương gia sẽ lãnh bàn toán, là nhà nông sẽ giữ cày bừa, là thợ thuyền lãnh dụng cụ, là muôn thú chim chóc, loài nào lãnh loại lông của loài đó, rồi đầu thai. Song vì nghiệp quả không giống nhau, nên cần phải có giấy chứng nhận mới có thể đầu thai. Đó là của ti thọ sanh. Tám ti trên là nơi chúng sanh lãnh bằng chuyển kiếp đầu thai, đã nhập luân hồi, tất kể như là số kiếp. Cho nên có câu chuyển kiếp, vì thời giờ đã trễ, sự kiện luân hồi bữa khác sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Dạo điện thứ 10, thăm quán bà Mạnh. Dương Sơn, bữa nay tiếp tục dạo thăm điện thứ 10. Dân. Ồ kìa, Minh Dương đã ở phía trước. Dạ, xin chào ra mắt. Miễn lễ, miễn lễ. Hai vị bữa nay lại tới thăm, rất hoan nghênh. Bữa trước chỉ mới thăm sở chuyển kiếp, tạm giới thiệu tình hình các ti. Bữa nay hẳn sẽ là được rõ tình hình sáu ngã luân hồi. Vì thời giờ có hạn, chúng ta mau đi tới phía trước. Dân, đã tới sở chuyển kiếp bữa trước, người ta quá đông đúc, gồm đủ mọi giống người thuộc các nước từ Á qua Âu. Họ đang chuẩn bị đầu thai chăng? Người đời sau khi chết, phàm những kẻ phạm tội đều phải qua các ngục để xử trị, cho nên địa ngục cũng giống như quốc tế pháp định. Các loại nhân sĩ chuyển kiếp luân hồi, đầu thai đều lo lãnh giấy chứng nhận, giống như ở dương gian xuất ngoại phải lo giấy xuất cảnh vậy. À, đã tới ti thọ sanh, trong này người càng đông hơn, giống cảnh chen chúc nơi bến xe đò vậy. Đây đều là những người muốn lên đài chuyển kiếp luân hồi, như cảnh dương gian tại bến đợi xe vậy đó. Xe vừa nổ máy, bánh không ngừng chuyển động, chỗ hành khách mua vé thì quá nhỏ, người mua vé đi các nơi là những âm hồn chuyển kiếp đầu thai các chốn trên thế giới lại quá đông. Tế Phật nói rất đúng, người đời sau khi chết phải qua các điện xét xử và thọ hình xong mới được đưa đi đầu thai. Đường luân hồi quá vô tình, tuy cùng đi một chuyến xe chuyển kiếp luân hồi, nhưng mục đích của mỗi kẻ lại khác nhau, nhân duyên của mỗi người không giống nhau. À, phía trước người ta tụ tập quá đông, giống như đang uống nước ở quán vậy. Bữa nay trời quá nóng nực, con cũng khát nước quá. Thầy ơi, mình tới đó uống một ly cho đỡ khát được không? Không thể được, đó là quán bà Mạnh, kẻ đầu thai đều phải húp cháo lú. Nếu như Dương Sinh húp phải sau khi trở lại trần gian, liệu có tránh khỏi là kẻ mơ mơ hồ hồ, quên hết mọi sự, không còn nhớ gì nữa không? Ồ, lợi hại tới mức đó sao? Còn chớ tưởng đùa, Minh Dương không có nói giỡn đâu. Quán bên đường quả nhiên có đề ba chữ Mạnh Ba Đình, tức là quán bà Mạnh. À, xin Minh Dương giới thiệu tình hình ở đây cho tôi rõ được không? Mạnh Ba Đình do bà Mạnh cai quản. Bà ta phụng mệnh Ngọc Đế, phụ trách công tác cho các âm hồn húp cháo lú trước khi đầu thai. Vì nếu không, sau khi đầu thai sẽ nhớ lại chuyện tiền kiếp, hài nhi sẽ tìm kiếm và nhận ra thân thuộc, tạo nên cảnh lớn bé vô trật tự. Ngũ luân không còn phân biệt, kiếm thù báo oán, đời sẽ đại loạn. Vì vậy, tạo vật đã biến hóa một cách kỳ diệu, dùng cháo lú để cho kẻ đầu thai húp vào, hòng quên hết mọi chuyện kiếp trước. Cháo này có đủ năm vị,
chua, cay, mặn, ngọt, đắng, hỗn hợp. Cho nên uống vào không còn biết đông tây nam bắc, đầu óc quay cuồng, mơ mơ hồ hồ, tự rơi vào một trong sáu ngã của bánh xe chuyển kiếp. Thứ cháo lố này cũng là cháo mê hồn, vì sau khi ăn vào thần hồn điên đảo. Dương gian cũng có loại cháo này. À, vậy sao? Nhưng con chưa từng nghe nói. Cũng như rượu vậy. Con hãy nhìn kẻ uống rượu quá độ, không còn phân biệt đông tây nam bắc, đi làm đường lạc lối, thậm chí sai cả nhà, giống như kẻ mất linh hồn. Có như vậy mới có thể lăn vào dòng luân hồi. Kẻ không muốn đầu thai ác đạo thì đâu dám lăn tới. Kẻ xe rượu dám băng mình qua biển lớn, dám đúc đầu vào dưới bánh xe. Nước lửa không sợ, gan mật quá lớn. Trong lúc họ mê man bất tỉnh, bị rơi vào dòng luân hồi mà chẳng hay, giống như đầu thai chuyển kiếp đó. Ờ, cháo lú diệu dụng như vậy, cho nên người đời sau khi chết, ai mà chẳng phải uống. Âm hồn sau khi qua các điện, lúc tới đây thì sự đói khát đã tới mức cùng cực. Điện thứ 10 lại giáp với dương gian. Phía ngoài quán bà Mạnh nóng như thiêu đốt. Phàm âm hồn tới đây đều muốn vào quán uống trà giải khát. Đó chẳng phải là tự đâm đầu vào lưới hay sao? Nếu ngày hè nóng nực, đi hàng vạn dặm đường, hẳn là miệng cảm thấy khát vô cùng. Tại cuối con đường có một cái quán mát mẻ, lại có trà lạnh uống không phải trả tiền, ai mà chẳng tranh uống. Có kẻ còn cho một ly là quá ít, bèn rót lấy rót để, chẳng ngừng. Dầu vậy, bọn giả hoạt tới đây, tuy miệng khát nhưng vì rõ thứ cháo này lợi hại nên không vào quán. Tức thì, mặt đất tự nhiên bắn ra một móc sắt, móc chặt lấy người khiến chẳng thể dãy dụa. Rồi gái hầu của bà Mạnh cưỡng bức đổ vào miệng, đó gọi là rượu dân không uống, uống rượu phạt. À, dĩ nhiên là hút cháo này có thể quên việc kiếp trước. Nhưng tại sao hiện nay trẻ thơ trên thế gian ra đời cũng có kẻ lại có thể thông minh, hiểu biết bội phần? Có phải tại phẩm chất cháo này kém cỏi không? Dương sinh còn có điểm chưa rõ. Vì từ vô thủy tới nay, con người đã trải qua hàng ngàn vạn kiếp luân hồi, húp cháo lú đã quá nhiều lần, lâu rồi trở thành quen. Do đó mà trẻ con sinh ra ngày nay mới vô cùng khôn ngoan. Cho nên nói đầu quỷ óc quỷ là bởi vì húp cháo lú nhiều lượt, dần thành thói quen, cho nên đầu óc nó khôn ngoan tinh xảo. Đó chẳng phải là điều tốt. Hãy nhìn kẻ nghiện rượu, uống mãi chẳng say, mất hết tri giác. Cho nên thế gian ngày càng nhiều kẻ bất nhân bất nghĩa, càng lắm kẻ linh hoạt tinh ranh, nên dễ bị lạc đường. Do đó trí xảo có là gì đáng mừng đâu. À, thì ra là vậy. Cảm tạ Minh Dương chỉ rõ bến mê, khai mở nhiều lẽ thâm diệu để chỉ dẫn chúng sanh. Ồ, quả khó mà có được. Thôi, đã hết giờ, Dương sinh mau lên đại sen trở lại hiền đường. Dạo điện thứ 10, thăm sáu nẻo luân hồi. Hoan nghênh hai vị tới thăm bản điện. Lần trước chỉ mới đến xem quán bà Mạnh, hôm nay phải tới xem cảnh trí đài chuyển kiếp luân hồi. Mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo tôi tới phía trước. Ồ, dòng sông phía trước nước đỏ cuồn cuộn chảy, đó là sông gì vậy? Đó là sông Xích Hà, hay còn gọi là sông đỏ, tức dòng tinh huyết giao hợp của chúng sanh tuôn chảy. Nhìn sông đỏ cuồn cuộn chảy, tựa tình dục của chúng sinh giàu dạt vô chừng. Bên sông còn có vật gì giống như hình chiếc bánh xe chuyển động không ngừng? Đó là đài bánh xe chuyển kiếp, cũng là xe sông tía đang chìm nổi trong sông đỏ, quay mãi không ngừng. Ồ, tại sao bên cạnh còn có thêm cây cầu bắc qua? Bản điện là chốn chuyển kiếp luân hồi, biên giới âm phủ tới đây là chấm dứt, cho nên cây cầu là điểm nối các ngã đường khắp chốn. Tiếp theo còn có sáu cây cầu làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gỗ, tre. Một cây cầu vàng, phàm người tại thế gian
có công lớn tu nhân tích đức, sau khi thăm các ngục, được âm phủ phê chuẩn cho băng qua cái cầu này lên thiên đàng. Nếu như công quả tròn đầy, là kẻ sĩ chân tu sau khi chết, có người chỉ mới tới âm dương giới là lên thiên đàng cực lạc ngay, không phải qua cầu này. Hai, cây cầu bạc. Phàm, người tại thế tu nhân tích đức đạt mức trung, sau khi chết tới sở tu thiện, tu luyện, qua thời kỳ khảo hạch, thông thuộc kinh điển, nếu trúng tuyển được tới thác Cửu Tuyền, thanh tẩy tánh linh, qua cầu này lên dương thế nhậm chức thần, tiếp nhận sự sùng bái của hàng vạn người, nhang khói không dứt. Ba, cây cầu ngọc. Phàm, người tại thế có công tích thiện, sau khi trải qua sự thẩm xét của các điện xong, được đầu thai nơi nhà kẻ phú quý ở cõi dương gian, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi đầu thai. Bốn, cây cầu đá. Phàm, người tại thế công tội ngang nhau, đầu thai làm thường dân, qua cầu này vào đài chuyển kiếp luân hồi. Năm, cây cầu gỗ. Phàm, người tại thế tội nhiều hơn công, sẽ đầu thai làm giới bần tiện hạ cấp, chịu nghèo khổ cô quả, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. Sáu, cây cầu tre. Phàm, người tại thế tội ác quá lớn, phản bội thiên lý nhân luân, trộm cướp giết người, dâm loạn, ác nghiệp tràn đầy, sẽ đầu thai làm các loài súc vật, chim muôn, cá tôm cua, côn trùng, qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. À, đa tạ Minh Dương đã khai mở. Tại sao trên cầu vàng và bạc dấu cho người quá ít, còn cầu khác quá đông đúc, giống như cố chen chúc đuổi theo cho kịp thời giờ? Đó là các âm hồn sắp chuyển kiếp luân hồi, húp xong cháo lú, mê mê tỉnh tỉnh, chen chúc đi trên các ngã đường dành sẵn cho mình. Người bận y phục quan cước, kẻ quẩy dụng cụ, người mang nghiên bút, kẻ mặc da thú, kẻ đầu thú có sừng, kẻ điên điên khùng khùng, mỗi người mỗi vẻ, biểu lộ rõ bản năng nao nức lên dương thế. Họ mê mê đắm đắm đi trên cầu ngọc đá gỗ tre, nhánh đài chuyển kiếp luân hồi mà lao vào, có kẻ rớt xuống mất tiêu chẳng thấy bóng tăm. Chẳng hiểu những kẻ đó làm cách nào để có thể chuyển kiếp đầu thai. Đài chuyển luân giống hình bát quái, ở trong có một vòng tròn là hình thái cực, vốn gọi là vô cực. Vô cực nhất động sinh thái cực, thái cực sinh âm dương, cho nên đài chuyển luân chuyển động tự nhiên, sinh sôi nảy nở không ngừng. Bên trong có sáu lỗ để chui ra, nên gọi là sáu nẻo luân hồi. Lỗ thứ nhất, đầu thai làm công hầu khanh tướng. Lỗ thứ hai, đầu thai làm sĩ nông công thương, bao gồm cả loại nghèo khổ cô quả. Lỗ thứ ba, đầu thai làm trâu bò. Lỗ thứ tư, đầu thai làm gà vịt. Lỗ thứ năm, đầu thai làm cá tôm. Lỗ thứ sáu, đầu thai làm sâu bọ. Mỗi loài chiếu theo công tội riêng mình mà hình thành. Giống hệt như là công xưởng ở thế gian, vì nguyên liệu hơn kém nên sản phẩm cũng khác nhau. Như gỗ tốt có thể xây các nhà cửa, gỗ xấu chỉ dùng để nấu nước, nấu cơm. Con người chuyển kiếp luân hồi cũng vậy, nếu kiếp trước lương thiện, khi đầu thai cũng gặp được đường ra tốt. Bởi vậy, các loại nhu yếu phẩm của chúng sanh cần phải sửa đổi cho tốt hơn mới có thể tránh khỏi đầu thai làm kẻ ác nhân. Dạo khu bình dân ở âm phủ. Bữa nay ta dẫn Dương Sinh đi thăm khu bình dân để được tỏ tường. Dương Sinh, mau lên đại sen. Vâng. Ồ, thành âm phủ này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào nhiều vô kể, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt hớn hở vui tươi, không một âm binh nào áp giải nên rất tự do. Trên vách thành thấy đề ba chữ khu bình dân, chẳng rõ phía trong đó tình hình ra sao hả thầy? Khu bình dân tức là khu bình hồn. Thà người trần sau khi qua đời, những vong hồn công và tội ngang nhau, kẻ tại thế không kết ân oán với ai, ác khỏi phải đầu thai, vào thẳng khu bình dân ở âm phủ.
sở dĩ gọi là khu bình dân, tức là được hành nghề tự do. Tại thế nếu làm nghề nông hay buôn bán, lục tơ đây cũng có thể hành nghề cũ, lấy thương nông làm chính để tự lực cánh sinh. Khác hẳn với xã hội khoa học ngày nay trên dương gian, không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn sống sung sướng. Còn những kẻ ở đây dĩ nhiên phải nhờ vào đôi bàn tay làm việc cực nhọc mới duy trì sự sống. Thôi, chúng ta hãy vào trong xem xét tình hình. Ồ, bữa nay hai vị quá bộ tới khu bình dân, xin tha tội về việc không nghênh đó. Cũng tại không thông báo trước, xin chớ bận tâm. Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dạ. Ồ, các kiểu kiến trúc phòng ốc trong khu này toàn bằng gỗ, không thấy có lầu cao nhà lớn như ở dương gian. Khu bình dân là nơi âm hồn cư ngụ, tính của gỗ và đất lại có liên quan với nhau, cho nên âm hồn ở nhà gỗ rất thích hợp. Có quán ăn, tiệm tạp hóa, người tụ họp đông đảo, chẳng khác gì dương gian. Ồ, cũng có một số người để tóc dài bận đồ xưa, chẳng rõ lý do tại sao. Trong khu này có một số âm hồn thuộc nhiều triều đại khác nhau, vì vậy ai nấy cứ giữ cách sinh hoạt riêng của mình như lúc còn sống, cho nên nhìn thấy tự nhiên có chút khác nhau. Để tôi đưa hai vị ra ngoài đồng xem cách thức canh tác ngoài ruộng. Âm dương đô ngã, nhưng tâm lý giống nhau. Lúc sống không lo tu chính đạo, cho nên sau khi chết không quên được nghề nghiệp kiếp trước. Cho nên người ta có nói chết mang nghề nghiệp theo. Như cách sinh hoạt ở đây, vong hồn không bỏ nghề nghiệp trước, họ chỉ thích làm nghề cũ. Ruộng đất ngoài đồng khắp nơi đều có người canh tác, tất cả là chỉ nhờ vào đôi tay làm việc khó nhọc cần cù, không hề có một con trâu hay một cái cài mái giúp sức. Sau khi chết chẳng thể so sánh với lúc còn sống thì làm sao hưởng phúc, cho nên chỉ nhờ cậy ở năng lực tự nhiên làm việc để sống. Tình hình sinh hoạt của những người này ra sao? Sinh hoạt giống như người thế gian, ngày ba bữa ăn uống, làm lụng nghỉ ngơi có giờ giấc. Vì hồn phách của họ còn mê loạn, thất tình lục dục, do đó cũng có hôn nhân qua lại, bình thường làm lụng vất vả khổ cực sống lâu thành thói quen. Có phải họ sẽ vĩnh viễn làm việc ở đây không? Chẳng phải, họ cũng có mệnh thọ quản chế, hết hạn được trở về nghỉ ngơi để chuyển kiếp đầu thai. Chẳng rõ dương gian đốt giấy vàng, giấy tiền, chi phiếu cùng lễ vật cúng bái, ở đây họ có được hưởng không? Vấn đề này là một nghi vấn mà thế gian cứ tranh luận hoài. Tôi xin đặc biệt trình bày như sau. Tổ tiên người đời sau khi tạ thế, có kẻ đốt giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, chi phiếu, vân vân để cho người chết sử dụng. Nhưng những người này lại đều là những thân đợi tội ở âm phủ, bởi vậy họ không được hưởng tiền bạc đó. Tục ngữ nói, giận tới đất biến thành vàng. Lấy dương gian hiện tại mà luận thì ở đó tất đất tất vàng. Đất có thể biến thành vàng là sự thật, còn như thể tro than, giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền cúng cho người chết cuối đều về đất. Cho nên đất có thể sinh ra vàng là gốc ở cái lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Giấy qua lửa thành tro, nhưng vàng thì bất diệt. Tro quá thành đất, hơi nước thấm ướt nó, cho nên nói đó là khí của ngũ hành. Âm hồn nhận được giấy vàng của con cháu đời sau là do ngũ tạng nhận được khí đó, giống như người hấp thụ phần dinh dưỡng mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Cớ sao vẫn nghe nói trong lúc nằm mơ, con cháu thường thấy ông bà cha mẹ hiện về xin tiền để tiêu? Thức ăn của các vong linh là khí, cho nên đồ cúng chưa từng bị vong hồn nuốt mất là bởi vong hồn chỉ hít khí vị mà thôi. Vong hồn vì phải làm việc để sống, hoặc sau khi bị hình phạt nguyên khí không đủ, cho nên có kẻ trở lại dương gian hướng người thân xin ăn đòi tiền, đó là cầu yểm trợ nguyên khí. Đốt giấy tiền vàng bạc chẳng cần nhiều lắm, nhận được chút lòng hiếu thảo của con cái là đủ rồi. Tại dương thế
chính mình sống giàu sang, tổ tiên cũng không có cách gì nhận được cái phần phúc khí, cho nên việc cúng bái là cốt để yên lòng người chết, để đạo lý tồn tại. Như phúc khí, môi khí, chẳng phải là loại khí sao? Bởi vậy đốt giấy để quả khí, quá âm khí của âm hồn để trợ nguyên khí là điều đúng. Người đời chớ có khinh thị, tuy nhiên chẳng cần đốt quá nhiều, lỡ vong hồn không có may mắn để nhận thì sẽ lãng phí. Do đó, đốt giấy tiền, vong hồn sẽ chỉ hấp thụ được khí, chứ không thể mua bán được. Ở âm phủ có loại tiền riêng lưu hành, tuyệt đối không nhờ cậy dương gian cung cấp. Giấy tiền chỉ để hữu dụng đối với những vong hồn bình thường, còn nếu là những kẻ có công đại thiện ở cõi thế hoặc kẻ tu đạo, sau khi chết, họ quy chân, nguyên linh đạo khí của họ sung thiện, không dùng tục tiền tục khí để bổ sung. Điểm này mong người đời hiểu rõ. Ân sư nói rất chí lý. Tuy nhiên, những xưởng in giấy bạc âm phủ ở dương gian lại bất nhất, nên phẩm chất chế tạo sai biệt quá lớn, mang tới ngân hàng nhà nước ở âm phủ không hiểu làm sao sử dụng. Công xưởng chế tạo tiền âm phủ ở dương gian quá nhiều, nên phần đông chỉ nhằm kiếm lời, thành ra bớt công giảm vật liệu. Nếu như không chế tạo thật thà, đó là tự tạo ác nghiệp. Ta đã từng thấy âm phủ hoàn trả lại những món đồ không đủ tiêu chuẩn rất nhiều. Âm hồn ở khu bình dân với vong hồn phạm tội có chi bất đồng? Vong hồn ở khu bình dân được tự do, không quá bị trói buộc, muốn tới dương gian có thể được phê chuẩn. Khoảng 7 tháng thay phiên nhau ra ngoài, nếu là tội hồn thì trái ngược hẳn, lúc thường chịu hình phạt, trừ phi tự mình tế sao hoặc tình trạng đặc biệt, nếu không khó được ra ngoài. Ngoại trừ tháng 7, kẻ có tội nhẹ có thể ra ngoài đi đây đi đó. À, thì ra là vậy. Khuyên người đời lo tu thân học đạo giác ngộ chân lý, thấy được ảo thân là giả, để sau khi chết không còn ảo tưởng là mình vẫn còn sống ở thế gian. Đến khu bình dân lại còn muốn làm việc nặng nhọc vất vả, khó chữa trị nổi, không vượt được đường tử sinh. Ác sinh như tử, tử như sinh, sinh sinh tử tử, lăn lóc mãi trong vòng luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên nổi. Thôi, đã hết giờ, chuẩn bị trở lại hiện đường. Gặp Bồ Tát Địa Tạng Vương và Quan Âm Đại Sĩ. Hôm nay là ngày vui sướng, vì mất trọn 2 năm dạo thăm âm phủ để ghi chép sách Địa Ngục Du Ký, giờ đây mới tới được chương kết thúc. Bộ sách quý giá hiếm hoi trên đời này đã nói hết chân lý của nhân sinh. Có người không tin, nhưng cảm muốn có thật, mà chư sinh vào âm phủ suốt 2 năm qua hẳn đã thấy rõ như màn ảnh hiện hình, không sai chẳng. Bữa nay là lần vào âm ti cuối cùng, Dương sinh hãy chuẩn bị xuống âm ti lãnh thổ. Dân quảng trường trước mặt náo nhiệt quá, tiên nhạc diễn tấu vang vang bên tai, các bàn tiệc chạm trổ bằng ngọc thạch đã bày biện sẵn, những quan khách đi đi lại lại đều là những người con chưa từng thấy bao giờ. Có người mặc áo tu sĩ bay phất phới, cũng có sa di, nho sĩ cùng nhân sĩ các nước đều mặc đồ tu hành. Chẳng rõ họ từ phương xa nào tới vậy thầy. Nhân Phụng Kỷ viết sách Địa Ngục Du Ký sắp xong, Hộ Minh giáo chủ đặc biệt hết yến trước cung Địa Tạng để ban lễ ăn mừng. Bữa nay chúng ta là thượng khách, còn thấy sa di, nho sĩ, các vị tân khách cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương đã tiến ra nghiêm tiếp chúng ta. Mau tiến lại, chào ra mắt đi. Dạ, cảm tạ sự chiếu cố của chư Phật mười phương cùng chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ, Quỷ Thần. Hội lớn sắp khai mạc, mừng Quan Âm Đại Sĩ giáng lâm. Hôm nay may mắn gặp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dạ, lại chào Quan Âm Đại Sĩ. Đã tới giờ khai mạc đại hội, nào tấu nhạc trời, quý vị đều là quý khách bữa nay xuống thăm địa phủ,
khiến âm ty đại phóng quang minh. Cảm tạ Bồ Tát Địa Tạng Vương và Quan Âm Đại Sĩ cùng các vị Diêm Vương của thập điện, cảm tạ ân sư. Con nguyện tôn trọng lời thầy dạy, cùng trong mong từ đây mãi mãi về sau ân sư có thể tùy thời mở đạo. Phật ở bên cạnh con, chỉ cần con giữ vững tâm Phật, ắt có thể thành Phật vậy.